Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 10. 10 giây. Vẫn cứ như không liên quan đến mình, vui vẻ nhảy nhót. Có cảm giác thoát khỏi kiếp nạn. Thanh niên này vui mừng, cảm ơn lão quỷ, quả nhiên Diệp Bắc Minh đó lừa. Vẫn chưa nói hết. A, à, bỗng nhiên, thanh niên này kêu thảm một tiếng. Tất cả nội lực lập tức tụ vào trong đan điền. Phập, bụng của anh ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Máu tươi bắn lên người lão quỷ. Ông lão và một thanh niên khác suýt nữa sợ chết ngất, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu, lão quỷ, xin cứu mạng. Trong đôi mắt của lão quỷ đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, chuyển thành vui mừng, lão ta kích động nói, thuận theo châm thì sống, nghịch châm thì chết. Quỷ môn thập tam châm, mẹ kiếp, là quỷ môn thập tam châm. Quỷ môn thập tam châm đã thất truyền mấy chục năm, bây giờ lại xuất hiện. Lão quỷ kích động. Lão ta xoẹt một cái đứng bật dậy. Đến trước mặt thanh niên đó, ba cây kim châm xuất hiện trong tay, ta thử nhé. Phụt, phụt, phụt. Khoảnh khắc ba kim châm cắm vào cơ thể. Phập. Cơ thể thanh niên này trực tiếp nổ tung. Lão quỷ càng hưng phấn, ha ha ha, mẹ kiếp, đúng là quỷ môn thập tam châm thật. Diệp Bắc Minh, cũng giỏi đấy. Ánh mắt của lão quỷ sầm xuống, nhìn sang ông lão. Sắc mặt của ông lão tái nhợt, không ngừng lùi lại, lão quỷ, đừng, đừng mà, ông nghĩ kỹ trước đã, đừng vội. Ông đang nghi ngờ tôi. Lão quỷ cười hung dữ một tiếng. Đưa một tay ra. Một lực hút đáng sợ trực tiếp hút ông lão vào tay. Lão ta ra tay phá giải ba kim châm của Diệp Bắc Minh. Phập. Khoảnh khắc vừa ra tay, cơ thể của ông lão cũng nổ tung. A, à, lão quỷ kêu thảm một tiếng, một cánh tay lại nổ gãy, lão ta tức giận gào thét, Diệp Bắc Minh, mày chưa xong với tao đâu. Diệp Bắc Minh vừa về đến Giang Nam. Vạn Lăng Phong đích thân lái xe đến đón. Vừa ngồi lên xe, điện thoại đổ chuông. Anh ấn phím nghe. Sau đó giọng của hầu tử vang lên, anh Diệp, nghe nói anh về Giang Nam rồi à? Hôm nay còn ở Giang Nam không? Buổi tối đến cửa hàng của tôi mời anh bữa cơm. Diệp Bắc Minh cười. Vừa về đến Giang Nam đã được ăn trực. Vô cùng vui lòng. Bên đồng ý với hầu tử, bảo Vãn Lăng Phong đưa Diệp Bắc Minh đến nhà hàng của hầu tử. Sau khi hầu tử về Trung Hải về, vẫn tiếp tục công việc ban đầu của mình. Mở một nhà hàng đồ nướng. Kế mưu sinh mà, làm gì cũng không xấu hổ. Diệp Bắc Minh cũng muốn biết tình hình hiện giờ của hầu tử thế nào. Dù sao cũng là anh em. Chiếc xe vừa đến cửa nhà hàng đồ nướng của hầu tử, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong xuống xe. Thì thấy trong nhà hàng đồ nướng có mấy gã đàn ông hung dữ bao vây hầu tử. Bọn họ cũng không động tay động chân. Chỉ bao vây hầu tử. Một cảm giác áp bức ập đến. Một gã khoảng 30 tuổi nở nụ cười, nhóc con, nhà hàng này bài trí cũng đẹp đấy. Tốn hết bao nhiêu tiền? Dạo này mấy anh em tao thiếu tiền, vay 100 ngàn tiêu đỡ vậy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn Vạn Lăng Phong, Vạn Lăng Phong, tôi đã dặn cái gì? Chiến thần Lăng Phong. Trong phạm vi quản lý của ông, mà lại có người đến thu phí bảo kê của anh em tôi. Đúng là nực cười. Thụp. Vạn Lăng Phong trực tiếp quỳ xuống, sợ muốn chết. Vãi. Chẳng phải mình đã dặn dò thuộc hạ rồi sao? Cho người trông coi nhà hàng đồ nướng của Vương Khinh Hậu, thế này là sao? Lại có người đến thu phí bảo kê. Việc này không chỉ là vấn đề phí bảo kê, mà là vấn đề năng lực cá nhân của Vạn Lăng Phong. Diệp Bắc Minh tin tưởng ông ta như vậy. Bảo Vạn Lăng Phong quan tâm đến anh em của mình. Vậy là cũng không làm tốt, sau này làm sao được chủ nhân tin tưởng. Lúc này, trong lòng Vạn Lăng Phong đang rất muốn giết người, ông ta quỳ dưới đất, chủ nhân, là lỗi của tôi. Cho tôi một phút, tôi lập tức giải quyết chuyện này. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, tốt nhất là ông giải quyết hết cho tôi. Vạn Lăng Phong đứng lên, xông vào nhà hàng đồ nướng của hầu tử. Ném mấy gã này ra như con chó chết. Hầu tử ngẩn người tại chỗ. Sau đó Diệp Bắc Minh mới đi vào. Hầu tử hiểu ra, cười khổ lắc đầu, anh Diệp, tôi biết ngay là người của anh mà. Anh ta cũng không khách sao, thể hiện đã chuẩn bị xong. Kéo Diệp Bắc Minh vào trong phòng bao. Hai người hàn huyên ôn lại chuyện cũ một hồi. 3 tiếng sau,
Diệp Bắc Minh mới từ nhà hàng đồ nướng của hầu tử đi ra, Vạn Lăng Phong vẫn quỳ trước cửa nhà hàng đủ 3 tiếng đồng hồ. Ông ta là ai? Đàn ông cao to thế này lại quỳ ở đây làm gì? Ý, hình như là Vạn Lăng Phong của hành tỉnh Đông Nam chúng ta. Vạn Lăng Phong, chiến thần Lăng Phong. Suýt, tiếng hít khí lạnh truyền đến từ đám người qua lại. Không phải chứ, là ông ta. Không thể nào là ông ta, chắc chắn là nhầm rồi. Tất cả người đi qua đường đều lắc đầu, vốn không tin đó là Vạn Lăng Phong. Đường đường chiến thần Vạn Lăng Phong, làm sao có thể quỳ ở một nhà hàng đồ nướng? Đùa hả? Mọi người đều không tin. Nhân vật lớn như thế sẽ không đến thành phố Giang Nam. Diệp Bắc Minh đi đến. Chủ nhân, tôi biết sai rồi. Vạn Lăng Phong cúi đầu. Trong lòng hối hận muốn chết. Những tên thuộc hạ không đáng tin đó đã bị ông ta xử lý hết. Mấy người vừa đến thu phí bảo kê sẽ không xuất hiện trên đời này nữa. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, còn có lần sau, tôi sẽ lấy đi hết mọi thứ của ông. Rõ. Vạn Lăng Phong nghiêm túc đáp lại. Đúng là ông ta đã sơ suất, làm việc cho Diệp Bắc Minh, là tuyệt đối không được sơ suất hay qua loa. Lên xe đi. Cảm ơn chủ nhân. Vạn Lăng Phong thở nhẹ nhõm. Sau khi lên xe, Diệp Bắc Minh giơ tay đưa cho ông ta mấy viên đan dược. Ông giữ mấy viên đan dược này mà trị thương, nếu tu luyện xảy ra vấn đề gì thì có thể giữ được kinh mạch của ông. Vạn Lăng Phong vui mừng, chủ nhân, cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, được rồi, đưa tôi về nhà đi. Vâng. Vạn Lăng Phong đầy cảm kích. Đây là cách dùng người của Diệp Bắc Minh. Vừa đấm vừa xoa. Vạn Lăng Phong phạm lỗi, anh không thể không phê bình. Nếu không sau này anh sẽ mất hết uy nghiêm. Nhưng, chuyện này không thể hoàn toàn trách tội Vạn Lăng Phong. Thuộc hạ của Vạn Lăng Phong làm sai, ông ta đã chịu phạt. Và không nói thuộc hạ của mình làm sai trước mặt Diệp Bắc Minh. Đủ để chứng minh Vạn Lăng Phong có trách nhiệm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bắc Minh đến hội trường lễ khai trường công ty Hạ Nhược Tuyết từ sớm. Anh ngồi vào chỗ dành cho khách, xem đến màn kết thúc của lễ khai trương. Rất nhiều nhà báo đều chụp ảnh, tuyên truyền. Vạn Lăng Phong còn gọi rất nhiều phú hào của Giang Nam đến dự. Lễ khai trương được tổ chức vô cùng trang trọng. Trong văn phòng, Diệp Bắc Minh cười hỏi, sao lại chọn tên là tập đoàn Tuyết Minh? Hạ Nhược Tuyết mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi, váy ngắn, tất màu da, giày ca gót, cả người toát lên khí chất nữ chủ tịch. Cô ấy mỉm cười ngồi bên cạnh Diệp Bắc Minh, trực tiếp khoác cánh tay của anh, dựa lên vai anh, cậu nói xem. Tất cả đều hiểu ngầm trong lòng. Diệp Bắc Minh lấy ra một quyển sổ, đưa cho Hạ Nhược Tuyết, đơn thuốc bên trên, là tối qua tớ đã đặc biệt viết lại. Cậu có thể nghiên cứu trước. Xem có thể có ích cho công ty không? Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, nhận lấy quyển sổ. Hai người dựa vào nhau. Một lúc sau, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên lật người như một con vịt nhỏ. Ngồi vào lòng Diệp Bắc Minh. Bốn mắt nhìn nhau. Thậm chí Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được hơi nóng từ mũi Hạ Nhược Tuyết phả ra. Nhược Tuyết, cậu. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, tiểu độ, đóng cửa sổ lại. Vâng. Đã đóng cửa sổ cho cô. Cửa sổ của văn phòng được đóng lại. Hạ Nhược Tuyết đỏ mặt, Bắc Minh, tớ quyết định làm người phụ nữ của cậu. Rồi cô ấy trực tiếp hôn anh. Vãi! Mình sắp bị tấn công rồi sao? Không được. Phải thận trọng. Nhưng mới qua 3 giây, Diệp Bắc Minh đã khó mà kháng cự. Tút tút tút. Máy bàn trong văn phòng đổ chuông. Nhược Tuyết, có điện thoại. Kệ nó đi. Tút tút tút. Tút tút tút, máy bàn vẫn đổ chuông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liệu có phải có việc gấp không? Ôi trời, kệ mó đi mà, Hạ Nhược Tuyết ôm cổ của Diệp Bắc Minh. Tút tút tút, điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng. Hai người đều không thể toàn tâm tập trung. Hạ Nhược Tuyết chẳng còn cách nào. Bị quấy rầy như vậy thì không thể tiến hành bước tiếp theo. Cô ấy đi đến trước bàn làm việc. Nghe điện, alo. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, con ở trong văn phòng làm gì thế hả? Là mẹ hả? Đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết hơi hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên. Trong văn phòng có camera. Nếu không làm sao mẹ có thể biết chuyện của hai người? Mẹ Hạ nói tiếp, con muốn trao thân mình cho Diệp Bắc Minh hả?
Ha! Mẹ Hạ lạnh lùng khinh thường. Hạ Nhược Tuyết cắn môi đỏ, không nói gì. Mẹ Hạ cảnh cáo, con có thể thử xem, Diệp Bắc Miên hát hát có được con gái nhà họ Hạ, thì có thể sống qua ngày hôm nay không? Gia tộc cổ võ đáng sợ đến mức nào, thì con tự biết. Nhà họ Hạ muốn giết Diệp Bắc Minh, chỉ cần một câu nói, không ai bảo vệ được cậu ta. Cuối cùng mẹ cảnh cáo một câu, đừng quên thân phận của mình. Mẹ từng nói cho con một tháng, nếu con làm bừa, thì nay cả một ngày thì mẹ cũng không cho con. Tắt máy. Cả cuộc điện thoại, Hạ Nhược Tuyết cũng không nói một câu. Diệp Bắc Minh gọi một tiếng, Nhược Tuyết, sao thế? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, không, không có gì. Bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Phải mất 2 phút, Hạ Nhược Tuyết vẫn không hành động gì. Đáng ghét. Rốt cuộc mình đang kỳ vọng cái gì? Diệp Bắc Minh sợ cô ấy tiếp tục lúng túng, trực tiếp nói, hôm nay tớ định đi Hương Đảo, tàu cao tốc sắp xuất phát rồi, đợi tớ về rồi nói chuyện. Rồi anh quay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa. Hạ Nhược Tuyết nhìn về hướng cảnh cửa, đôi mắt đỏ lên, xin lỗi. Ngay cả bản thân mình mà tớ cũng không thể giao cho cậu. Cùng lúc đó, ở một nơi sâu trong dãy núi nào đó ở Thục Trung, một người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc. Nhìn màn hình máy tính, trên đó là cảnh tượng trong văn phòng Hạ Nhược Tuyết. Người phụ nữ này chính là mẹ Hạ. Bà ta búng ngón tay, một cô gái đi từ ngoài cửa đi đến, cung kính nói, thưa bà, xin dặn dò. Mẹ Hạ cau mày, cho xong sát Thục Trung ra tay. Giết Diệp Bắc Minh. Cô gái giật mình, thưa bà chắc chắn không? Mẹ Hạ lên tiếng, sao thế, cô còn nghi ngờ mệnh lệnh của tôi? Cô gái vội nói không dám, tính khí của cô chủ, không phải bà không biết. Nếu bà giết Diệp Bắc Minh, cô ấy thực sự sẽ trở mặt với bà. Dù sao, cô ấy có thể chạy khỏi gia tộc, tự tìm một đôi vợ chồng trung niên giả làm bố mẹ của mình. Còn tự học đại học, tìm việc. Tất cả đều là cô chủ kháng cự nhà họ Hạ. Nếu bà còn ép cô ấy, sợ rằng, sẽ phản tác dụng. Từ nhỏ cô ta cùng lớn lên với Hạ Nhược Tuyết. Vô cùng hiểu tính khí bướng bỉnh của Hạ Nhược Tuyết. Mẹ Hạ trầm mặc. Bà ta suy nghĩ một lát, sau khi cân nhắc thiệt hơn, nhẹ nhàng gật đầu, được, chỉ cần nó có thể an toàn quay về, kết hôn với Đường Môn thì chuyện gì cũng dễ nói. Hương Đảo. 5 giờ chiều. Diệp Bắc Minh ngồi trong một quán cà phê. Phía đối diện chính là tổng bộ của Thương hội Hội Phong. Anh cầm một ly cà phê, nhìn bồ câu trên phố bên ngoài, điều tra được gì rồi? Lâm Thương Hải đứng ở một bên. Ông ta được Diệp Bắc Minh thay đổi dung mạo, đóng giả Diệp Bắc Minh đến Hương Đảo, lừa tất cả mọi người. Thiếu chủ, rất tiếc, tôi gần như không điều tra được gì. Thương hội Hội Phong thành lập hơn 100 năm, công tác bảo mật vô cùng tốt. Cho dù cậu là hội viên của Thương hội Hội Phong, cũng là các quản lý chia ra tiếp đãi, không biết tên của mẹ cậu. Không biết bà ấy đã gửi đồ gì, chỉ biết mốc thời gian không chính xác lắm là khoảng 23 năm trước, rất khó điều tra được bà ấy đã gửi thứ gì ở đây. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Không trách tội Lâm Thương Hải. Anh không có chút manh mối nào, trực tiếp bảo Lâm Thương Hải đến điều tra. Thực sự là làm khó người ta rồi. Xem ra chỉ có nhờ cửu sư tỷ ra mặt rồi. Tút tút tút. Diệp Bắc Minh gọi điện. Trung Hải. Trên sân thượng một tòa nhà ở Ma Đô, có một cô gái đang nghe điện thoại, bất mãn nói, tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng nhớ đến tỷ rồi ư. Đến Trung Hải mà cũng không tìm tỷ. Bây giờ mới gọi điện, là chịu tội phải không? Diệp Bắc Minh cười nói, cửu sư tỷ, là vì đệ bận quá mà. Đệ tạ tội với tỷ, lần sau đệ đến Trung Hải. Chắc chắn mời tỷ ăn một bữa thịnh soạn. Cửu sư tỷ bĩu môi nói, thế còn tạm, nói đi, có chuyện gì cần tỷ giúp? Diệp Bắc Minh nói, tỷ biết Thương hội Hội Phong không? Đương nhiên là biết. Cửu sư tỷ gật đầu. Đệ muốn biết, thông tin của tất cả khách hàng gửi đồ ở Thương hội Hội Phong vào 23 năm trước. Chuyện nhỏ, đợi tin của tỷ. Được. 10 phút sau, điện thoại cầu Diệp Bắc Minh nhận được một file tài liệu. Cửu sư tỷ cũng gọi đến, xong rồi, tổng cộng 3.650 bản thông tin khách hàng. Trong đó có 30 bản dấu thông tin, đã bị tỷ phá giải rồi. Bọn họ đều là phù hào hàng đầu của Trung Hải, còn có một vài nhân viên quan chức. Chỉ có một người không để lại bất cứ thông tin gì. Đệ tự nghiên cứu đi.
Đúng rồi, đệ nợ tỷ một ân tình, lần sau đến Trung Hải, cùng tỷ đi Disneyland đấy. Diệp Bắc Minh đồng ý. Sau khi tắt máy, anh xem thông tin danh sách trong máy. Xem đến file của người không để lại bất. Tủ bảo hiểm số 256. Diệp Bắc Minh ngẩn người, 256. Anh giơ tay ra, một chiếc chìa khóa nạm vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trên vừa hay là con số 256. Lâm Thương Hải giật mình, chiếc chìa khóa này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ gặp ma? Lâm Thương Hải cũng nhìn con số trên chìa khóa, mau chóng nói, thiếu chủ, có lẽ chiếc chìa khóa này là chìa khóa mở tủ bảo hiểm. Diệp Bắc Minh đứng lên, đi về phía Tổng Bộ Thương hội Hội Phong. Lúc này, đã gần 5 rưỡi, Thương hội Hội Phong sắp đóng cửa. Lúc Diệp Bắc Minh đi vào Tổng Bộ Thương hội Hội Phong, bên trong đã không còn mấy người. Một cô gái mặc đồ công sở đi đến, nở nụ cười, thưa anh, tôi là Tiết Vân, xin hỏi anh muốn làm thủ tục phải không? Vì còn 10 phút nữa thương hội chúng tôi sẽ đóng cửa, cho nên tôi có thể giới thiệu cho anh, hoặc hẹn ngày mai làm thủ tục. Diệp Bắc Minh lấy chìa khóa ra, tôi muốn mở tủ bảo hiểm. Tiết Vân ngẩn người, nhìn thấy chìa khóa nạm vàng. Đôi mắt lập tức lóe lên ánh vàng. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chìa khóa nạm vàng như này dùng để mở tủ bảo hiểm cao cấp dưới lòng đất. Còn tủ bảo hiểm cao cấp như vậy, chi phí sử dụng hàng năm cũng cao đến 10 triệu USD. Người bình thường làm sao có thể thuê được tủ bảo hiểm như vậy? Có lẽ Diệp Bắc Minh là cậu ấm con nhà giàu chăng? Tiết Vân làm ở thương hội Hội Phong lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn câu một anh chàng con nhà giàu sao? Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mặt, cô ta phải nắm thật chặt. Tiết Vân lập tức cười tươi như hoa, thưa anh, mời anh đợi một chút. Tôi đi thông báo với Tổng Giám đốc của chúng tôi ngay. Cô ta bảo Diệp Bắc Minh ngồi đợi một lúc. Được. Diệp Bắc Minh tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc Tổng Giám đốc của Thương hội Hội Phong xuất hiện, mỉm cười hỏi, thưa anh, tôi là Chu Hiển Tổ. Xin hỏi quý danh của anh muốn mở tủ bảo hiểm nào? Diệp Bắc Minh, tôi muốn mở tủ bảo hiểm số 256. Diệp Bắc Minh tiện miệng nói. Khi Chu Hiển Tổ nghe thấy con số 256 này, tỏ ra hơi bất thường. Diệp Bắc Minh không đổi sắc mặt. Chu Hiển Tổ cười nói, anh Diệp, xin cho tôi kiểm tra chìa khóa, xác nhận có phải là số 256 không? Diệp Bắc Minh đưa chìa khóa ra. Chu Hiển Tổ cầm trong tay ngắm nghía một lúc sau. Sầm mặt xuống. Lập tức đổi vẻ mặt, lạnh giọng nói, anh Diệp. Chìa khóa của tủ bảo hiểm thương hội Hội Phong chúng tôi mà anh cũng dám làm giả. Tôi cho anh một cơ hội, cút ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ báo công an. Tiết Vân kinh ngạc, giám đốc Chu, chìa khóa này. Rõ ràng là chìa khóa thật mà. Vừa nãy cô ta vừa nhìn đã nhận ra chắc chắn là chìa khóa của tủ bảo hiểm thương hội Hội Phong. Không thể nào là giả. Tiết Vân, cô câm miệng, Chu Hiển Tổ quát một tiếng. Chỉ vào Diệp Bắc Minh, anh còn đứng ở đây làm gì, nếu không cút đi, tôi gọi bảo vệ, báo công an ngay lập tức. Một đám bảo vệ gần đó lạnh lùng đi đến. Bọn họ đều là võ giả cấp địa. Còn chưa đến cấp thiên. Cạch. Diệp Bắc Minh búng ngón tay, Lâm Thương Hải, đóng cửa. Rõ. Lâm Thương Hải đi đến trước cửa của Thương hội Hội Phong. Ấn nút đóng cửa. Ầm ầm ầm. Cánh cửa sắt hạ xuống. Phát ra tiếng tinh tang. Chu Hiển Tổ cảm thấy không ổn, nhóc con, anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trước mặt Chu Hiển Tổ, tóm cổ tay cô ta. Rắc rắc, tiếng giòn tan vang lên. Cổ tay của Chu Hiển Tổ bị bẻ gãy, chìa khóa trong tay rơi xuống. Diệp Bắc Minh tóm lấy. A, tay của tôi, khốn khiếp, anh dám làm vậy với tôi, Chu Hiển Tổ đau đến quỳ dưới đất. Tức giận gào thét, bắt lấy anh ta cho tôi. 30 mấy bảo vệ xông lên. Diệp Bắc Minh dậm chân. Phập. Một tiếng vang lớn, mặt đất đại sảnh rạn nứt, một luồng sóng khí cuồn cuộn. 30 mấy bảo vệ bị đánh bay ra, chảy máu mắt mũi miệng tử vong. A. À, trong đại sảnh vang lên tiếng hô kinh hãi, hoảng loạn. Sắc mặt Tiết Vân trắng bệch. Chu Hiển Tổ sợ đến toàn thân run lên, anh, rốt cuộc anh là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời. Anh bước lên một bước dài, đá bay Chu Hiển Tổ. Phập. Chu Hiển Tổ ngã lăn đươi đất như chó chết, lồng ngực đau dữ dội.
A! À, anh ta không ngừng kêu lên thảm thiết, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn Chu Hiển Tổ, nói đi, tại sao nói chìa khóa của tôi là đồ giả? Chu Hiển Tổ cắn răng, tôi. Phập! Diệp Bắc Minh giẫm mạnh xuống, một cái chân của Chu Hiển Tổ lập tức teo quắt lại. Máu thịt và xương cốt hòa thành bột vụn. A! À, Chu Hiển Tổ đau đến toàn thân co giật, lớn tiếng hét, đô trong tủ bảo hiểm số 256 đã bị người khác mang đi rồi. Tôi sợ ảnh hưởng đến thương hội hội phong, lại thấy anh còn trẻ, tưởng rằng dễ ức hiếp. Cho nên mới nói chìa khóa là đồ giả. Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh, chẳng phải bất kỳ thứ gì cũng được giữ lâu dài ở thương hội hội phong sao. Chu Hiển Tổ vội gật đầu, đúng thế, nhưng điều kiện để giữ đồ lâu dài là phải nộp phí. Người gửi đồ đã nộp 200 triệu đô la Mỹ cho tủ bảo hiểm số 256. Đó là phí bảo quản trong 20 năm, phí bảo quản đã hết từ 3 năm trước rồi. Chúng tôi vẫn đợi thêm 1 năm, nhưng không có ai đến nộp phí duy trì. 2 năm trước, chúng tôi đã mở tủ bảo hiểm, bán đấu giá đồ bên trong rồi. Diệp Bắc Minh không ngờ. Thứ đó đã bị bán đấu giá rồi. Anh lạnh giọng hỏi, thứ bên trong tủ bảo hiểm là cái gì? Chu Hiển Tổ nhịn cơn đau giải thích, là một chiếc hòm bằng kim loại, chất liệu của cái hộp kim loại này rất đặc biệt, vốn không mở nổi. Cuối cùng chúng tôi giao nó cho phòng đấu giá Sotheby để bán đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát. Đi thôi, dẫn tôi đến chỗ tủ bảo hiểm của các anh. 5 phút sau, 200 mét dưới lòng đất. Diệp Bắc Minh nhìn thấy từng hàng tủ bảo hiểm, có đến hàng ngàn cái. Anh đứng trước tủ bảo hiểm số 256. Mở ra xem, quả nhiên bên trong không có gì. Anh không nói một lời, cùng Lâm Thương Hải trực tiếp rời khỏi thương hội hội phong. Chu Hiển Tổ mới lớn tiếng gào lên, xe cứu thương, gọi cho tôi xe cứu thương. Sau khi rời khỏi thương hội hội phong, Diệp Bắc Minh trở lại quán cà phê, gọi một cuộc điện thoại. Lúc này, trên đỉnh của núi Cửu Long, ngọn núi cao nhất Hương Đảo, cao đến hơn 800 mét. Sơn trang đúc kiếm được xây dựng tại đây. Tối nay là đại thọ 100 tuổi của Vương Trường Sinh, ông cụ Sơn trang đúc kiếm. Vị đại sư đúc kiếm hàng đầu này nổi tiếng khắp cả Nam Á. Hầu như những người trong top 50 bảng xếp hạng tông sư Á Châu đều từng tìm đến ông ta để đúc rèn binh khí. Tối nay, nhà họ Vương vô cùng náo nhiệt, khách khứa như mây. Giới phú hào Hương Đảo. Giới võ đạo của Đông Nam Á. Thậm chí hoàng thất của vài nước nhỏ cũng cử người đến chúc thọ Vương Trường Sinh. Cả đỉnh núi Cửu Long sáng trưng như ban ngày. Thậm chí trong không trung có trực thăng tuần tra, đề phòng có chuyện đột xuất. Lý Gia Hinh chủ trì xong hội đấu giá Sotheby ở Trung Hải, cũng lập tức về Hương Đảo, tham dự tiệc mừng thọ của Vương Trường Sinh. Tối nay Lý Gia Hinh vô cùng xinh đẹp, lấn át hết tất cả. Xung quanh đều là thanh niên có thân phận tôn quý vây quanh trò chuyện với cô ta. Tút tút tút. Bỗng nhiên, điện thoại của Lý Gia Hinh đổ chuông, cô ta cầm lên xem, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng và bất ngờ, các vị, tôi xin thất lễ một chút. Cô ta đẩy đám đông ra, mau chóng đi đến chỗ yên tĩnh. Alo, anh Diệp, sao anh lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế? Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, cô Lý, giúp tôi một việc, coi như tôi nợ cô một ân tình. Lý Gia Hinh rất bất ngờ. Nhưng nghĩ đến thực lực kinh người của Diệp Bắc Minh, nợ cô ta một ân tình. Lý Gia Hinh cũng chỉ mong vậy thôi. Cô ta vội vàng lên tiếng, chỉ sợ Diệp Bắc Minh nghĩ lại, anh Diệp, anh nói đi. Diệp Bắc Minh không vòng vo, tôi muốn biết 2 năm trước, trên một hội đấu giá của Sotheby Hương Đảo, có phải thương hội hội phong từng bán một chiếc hòm kim loại không? Lý Gia Hinh ngẩn người, anh Diệp hỏi việc này làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời, đây là chuyện riêng tư cá nhân. Lý Gia Hinh mỉm cười, được, anh Diệp đã không muốn nói, vậy tôi trực tiếp nói với anh vậy. Vừa hay tôi có ấn tượng với chiếc hòm đó, bởi vì nó quá đặc biệt. Bất luận dùng cách gì cũng không thể mở nổi, không thể cưa cắt. Cuối cùng, được ông Hai Vương Tạng Hải của Sơn Trang Đúc Kiếm mua được. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, Sơn Trang Đúc Kiếm. Lý Gia Hinh gật đầu, Sơn Trang Đúc Kiếm nổi tiếng toàn thiên hạ, rất có hứng thú với các loại kim loại. Nếu anh Diệp muốn chiếc hòm sắt đó, sợ là đã hết cơ hội rồi. Rất có thể đã bị Sơn Trang Đúc Kiếm làm tan chảy rồi. Diệp Bắc Minh mau chóng nói, cảm ơn,
tôi nợ cô một ân tình. Tắt máy. Alo, alo, anh Diệp. Lý Gia Hinh thộn mặt trước điện thoại. Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi quán cà phê. Đi thôi, đến Sơn Trang đúc kiếm. Lâm Thương Hải không nói nhiều, khởi động xe Việt dã, chạy thẳng đến núi Cửu Long. Một tiếng sau, hai người đến dưới núi Cửu Long. Bị một đám võ giả ngăn lại, mời cho xem thiếp mời. Lâm Thương Hải lạnh lùng lướt nhìn đám người này, núi Cửu Long cũng không phải của nhà các người, không có thiếp mời, thì không thể lên núi sao. Đám võ giả liền phá lên cười. Ha ha ha, nghe khẩu âm của ông, đến từ thành phố phải không? Ngu xuẩn, nơi này là Hương Đảo, không phải thành phố của các ông. Có biết núi Cửu Long là nơi nào không? Nơi này là khu người giàu, tối nay là đại thọ 100 tuổi của ông cụ vương của Sơn Trang đúc kiếm, các ông có tư cách lên núi không? Ha ha, chắc là đến nịnh bợ nhà họ Vương. Toàn bộ mười mấy võ giả cười thích thú. Một nửa là cấp thiên. Một nửa còn lại là tông sư võ đạo. Cửa ải đầu tiên đã có tông sư canh phòng, quả nhiên Sơn Trang đúc kiếm không tầm thường. Lâm Thương Hải quay đầu, thiếu chủ, làm thế nào? Vượt qua. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ. Rõ. Lâm Thương Hải đạp ga, chiếc xe trực tiếp lao lên. Mấy tông sư võ đạo thấy vậy, lập tức quát lớn một tiếng, to gan thật đấy. Muốn chết hả? Dám vượt qua chốt ở đây. Bọn họ xông đến, nhảy vọt lên, muốn ngăn xe Việt dã. Diệp Bắc Minh mở cửa kính xe, đầu ngón tay bắn ra mấy kim châm. Những võ đạo tông sư này ngã bò dưới đất như cho chết, không nhúc nhích nổi. Nhìn chiếc xe Việt dã ngang nhiên đi qua với vẻ mặt chấn hãi. Sơn Trang đúc kiếm. Trên sân khấu ngoài trời to rộng. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, cầm ly rượu vang đến bên cạnh Lý Gia Hinh, mỉm cười nói, Gia Hinh, sinh nhật tháng sau, chúng ta cùng đến Mandiver được không? Tôi bảo đảm cho cô một bất ngờ. Lý Gia Hinh mím môi cười, cậu Vương, chuyện của tháng sau, để nói sau đi. Cô ta vốn muốn cho cậu Vương một cơ hội. Nhưng sau khi thấy phong thái của Diệp Bắc Minh, Vương thiếu thu của Hương Đảo, dường như thiếu mất điểm đó. Gia Hinh, sao cô không đồng ý với người ta đi? Cậu Vương ưu tú như vậy, chị em chúng tôi muốn theo đuổi cậu Vương cũng không có cơ hội đấy. Đúng thế, Gia Hinh, cô là tiểu công chúa nhà họ Lý, cậu Vương là thái tử gia nhà họ Vương, hai người đến với nhau, đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Những người xung qua đều vun vào. Giọng điệu chua ngoa. Lý Gia Hinh mỉm cười không nói gì. Mình kén chồng, dù thế nào cũng phải lấy Diệp Bắc Minh làm tiêu chuẩn chứ. Nhưng người đàn ông như vậy, trên đời này liệu có mấy người đây? Lý Gia Hinh thầm than một tiếng trong lòng. Bỗng nhiên, một giọng nói giống như sét đánh vang lên. Lập tức, truyền khắp cả Sơn Trang đúc kiếm. Vương Tạng Hải, ra đây gặp tôi. Soạt, soạt. Vô số ánh mắt nhìn về phía cổng lớn Sơn Trang đúc kiếm. Lý Gia Hinh run người, không phải chứ, anh ta đến rồi ư. Ai mà to gan thế hả? Dám gọi thẳng tên của ông hai nhà họ Vương. Hoàn toàn không coi nhà họ Vương ra gì, không nể mặt Sơn Trang đúc kiếm hả? Phải biết rằng, hôm nay là ngày đại thọ 100 tuổi của ông Vương đấy. Trên sân khấu khổng lồ bên ngoài Sơn Trang đúc kiếm lập tức bùng nổ xôn xao. Một số nhân vật cấp cao nhà họ Vương cũng đi ra từ trong Sơn Trang đúc kiếm. Sắc mặt người nào cũng tối sầm dọa người. Vương Thiếu Thu cũng lạnh lùng nhìn qua. Bởi vì vừa nãy hắn ta nghe thấy Lý Gia Hinh nói một câu, không phải chứ, anh ta đến rồi ư. Chắc chắn Lý Gia Hinh quen biết người này. Bất luận người này là ai, hôm nay hống hách ở nhà họ Vương như vậy, chắc chắn phải chết. Soạt! Dưới con mắt của mọi người. Lâm Thương Hải lái chiếc xe Việt dã trực tiếp xông đến sân khấu ở cổng Sơn Trang đúc kiếm. Vãi! Lái thẳng xe lên rồi. Mẹ kiếp, điên rồi hả? Cả hiện trường xôn xao, sôi sục. Trong buổi tiệc hôm nay, tất cả phú hào có mặt, bao gồm cường giả hàng đầu của giới võ đạo, hoàng thất nước ngoài, đều đỗ xe ở sườn núi. Đi bộ lên đỉnh núi. Chiếc xe Việt dã này lại trực tiếp xông lên đỉnh núi. Lâm Thương Hải lái xe, khuôn mặt đỏ bừng, rất kích động. Vãi! Mẹ kiếp, cảm giác này quá đã. Nếu không phải Diệp Bắc Minh, ông ta đâu có gan trực tiếp xông lên Sơn Trang đúc kiếm. Lâm Thương Hải là người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu,
đương nhiên biết sơn trang đúc kiếm là thế nào. Diệp Bắc Minh đẩy cửa xe đi xuống. Anh ta là ai vậy? Chưa từng gặp, rất lạ mặt. Tất cả mọi người có mặt đều nghi hoặc. Đúng là anh ta muốn làm gì? Vừa nãy hỏi chuyện của sơn trang đúc kiếm, chẳng lẽ vẻ mặt Lý Gia Hinh rất bất ngờ. Vương Thiếu Thu ở bên cạnh đã chú ý đến điều này. Mặt nặng như nước. Hắn ta đẩy đám đông đi ra, đứng phía trước nhất, lạnh giọng hỏi, anh là ai? Diệp Bắc Minh nhìn Vương Thiếu Thu, anh là Vương Tạng Hải. Không phải, tôi là. Vương Thiếu Thu đang định tự giới thiệu. Không phải thì cút. Diệp Bắc Minh tát một cái qua. Vương Thiếu Thu bị tát bay như chó chết, ngã về phía đám đông. Các khách quý thấy vậy, tất cả đều lùi lại. Vang lên tinh tang một tiếng. Vương Thiếu Thu ngã giữa đám khách đến dự tiệc, vang lên tinh tang, vô cùng nhếch nhác. Toàn hội trường im lặng. Sau khi Vương Thiếu Thu bò đứng lên, khuôn mặt sưng lên như đầu heo, hắn ta tức giận gào thét như phát điên, giết hắn cho tôi. Vâng. Ba mươi mấy tông sư võ đạo xông ra từ xung quanh, gió mạnh nổi lên. Tất cả đều xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh, tôi tìm Vương Tạng Hải để lấy lại một thứ, lấy được tôi sẽ đi ngay. Vừa nãy anh đã nương tay. Nếu không Vương Thiếu Thu sớm đã bị đập chết rồi. Cút cái đầu mày, đi chết đi cho tao. Vương Thiếu Thu tức giận gầm lên, cổ họng cũng phải khàn đặc. Trước mặt nhiều người, hắn ta bị đánh bay đi. Mất hết cả mặt mũi. Diệp Bắc Minh không chết, sau này hắn ta làm sao có chỗ đứng trên hương đảo. Tất cả những người có thể xuất hiện ở sơn trang đúc kiếm tối nay đều là tầng lớp thượng lưu, cấp cao trong giới võ đạo, hoàng thất nước ngoài. Nỗi nhục này sẽ theo hắn ta cả đời. Soạt, ba mươi mấy tông sư võ đạo đã xông lên, gã thứ nhất tung quyền bằng cả hai tay, mang theo làn gió mạnh đáng sợ. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, đạp ra một cú. Phập, vị tông sư võ đạo này bay ra, bị đạp chết. Bên cạnh có ba người xông đến. Phập phập phập. Trong một giây, Diệp Bắc Minh đạp ra ba cú liên tiếp, đá chết bọn họ. Suýt. Những tông sư võ đạo khác hít khí lạnh, vô cùng kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Vương Thiếu Thu tức giận gào nói, các anh còn ngây ra đó làm gì? Giết, 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 giết anh ta cho tôi. Giết được người này, thưởng một tỷ. Treo thưởng lớn, ắt sẽ có kẻ dũng. Giết. Những võ đạo tông sư còn lại cắn răng. Một tỷ, đủ để bọn họ tiến vào cảnh giới đại tông sư. Liều thôi. Toàn bộ tông sư võ đạo lao về phía Diệp Bắc Minh. Phập, 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 phập. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, những tông sư võ đạo đó dường như là chủ động lao đến chân của anh. Tiếng xương cốt gãy lìa. Tiếng phun ra máu. Tiếng kêu gào thảm thiết. Ầm ĩ cả hội trường. Mười mấy giây sau, ba mươi mấy tông sư võ đạo tử vong hơn một nửa, những người khác bị thương nặng nằm dưới đất kêu la. Thấy Diệp Bắc Minh không hề rời chỗ một bước. Tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ ngẩn người. Rất nhiều người quyền quý đều mở to con mắt, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Trong lòng nghĩ, cậu thanh niên này từ đâu mọc ra vậy? Sao mà kinh khủng thế? Lý Gia Hinh nắm ngón tay, không hổ là nhân vật đáng sợ một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong. Loại thực lực võ đạo này đúng là tiền đồ là vô lượng. Mọi tiếng động đều im ắng. Soạt. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại, nhìn về phía Vương Thiếu Thu, anh muốn giết tôi. Một luồng sát ý lạnh như băng tấn công vào mặt. Phốc. Toàn thân Vương Thiếu Thu sụi lơ, bị dọa sợ đến mức quỳ xuống. Hắn ta chỉ là bị sát khí của Diệp Bắc Minh dọa sợ quỳ xuống, cũng không chịu khuất phục. Ngẩng đầu lên, trong mắt đều là tia máu. Cắn răng nói, nhóc con, đây là sơn trang đúc kiếm, tao là Vương Thiếu Thu. Bố tao là Vương Tạng Sơn. Chú tao là Vương Tạng Hải. Ông nội ta là Vương Trường Sinh, mày dám. Ồn ào. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe hắn ta nói nhảm. Một cước đạp bay thi thể tông sư võ đạo bên cạnh. Ầm, đụng vào người Vương Thiếu Thu. Trong nháy mắt hắn ta chia năm xẻ bảy. Anh vốn không muốn giết Vương Thiếu Thu. Nhưng Vương Thiếu Thu muốn giết anh. Vậy cũng không cần thiết phải giữ lại. Dù hắn ta là người của sơn trang đúc kiếm thì sao? Giết. Ngược lại tiếng hít một hơi lạnh truyền ra, cậu Vương chết rồi. Trời sập rồi. Xung quanh sôi trào. Tất cả mọi người như sắp phát điên, trợn trừng hai mắt,
tim đập loạn thình thịch không ngừng. Đây chính là Vương Thiếu Thu. Cháu trai Tông Sư Đúc Kiếm Vương Trường Sinh yêu thương nhất. Tông Sư Đúc Kiếm khác với Tông Sư Võ Đạo, trong 100 năm chưa chắc có thể xuất hiện một người, địa vị ở trong giới võ đạo, dù là nhân vật đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu cũng phải nể mặt ông ta. Ông đứng thứ nhất bảng Tông Sư Á Châu, ông biết Đúc Kiếm không? Vẫn phải cầu xin người ta. Khuôn mặt đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch, không nhịn được hít một hơi lạnh. Cô ta biết Diệp Bắc Minh gây nên đại họa rồi. Cậu thanh niên, cậu thật to gan, dám ngang ngược ở Sơn Trang Đúc Kiếm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Một người đàn ông mặc vest đi tới, vô cùng uy nghiêm. Uy nghiêm của cấp trên bộc phát trên người ông ta. Là ông thống đốc. Mọi người ở đây đều nhận ra người này. Thống nhất cảng đảo, Cao Đỉnh Thiên. Quan lớn biên cương. Sau lưng Cao Đỉnh Thiên có một người đàn ông đang đứng. Vương Tạng Sơn, bố của Vương Thiếu Thu, con trai, trong con người Vương Tạng Sơn đều là tia máu, hai quả đấm nắm chặt, lòng cũng rỉ máu. Trong mắt ông ta đều là vẻ hung tợn, tao mặc kệ mày là ai, tao nói cho mày biết, giết người của Sơn Trang Đúc Kiếm tao, không ai bảo vệ nổi mày đâu. Giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là quy định của Sơn Trang Đúc Kiếm. Cao Đỉnh Phong lạnh lùng hạ lệnh, Lão Phong. Giao cho ông, bắt hắn lại. Rõ. Sau lưng Cao Đỉnh Thiên, một lão giả bước ra. Mặt đất lõm xuống hố sâu, ông ta giống như viên đạn bắn ra, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh một cách quỷ dị. Diệp Bắc Minh vừa nhìn liền biết tu vi của người này. Võ Vương Trung Kỳ. Lão giả chìa một tay vỗ vai Diệp Bắc Minh, ở trước mặt Phong Càn Khôn tôi, không ai dám cản rỡ, quỳ xuống. Phong Càn Khôn. Nghe thấy cái tên này, con người Diệp Bắc Minh rét lạnh. Đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, hiện sống ở cảng đảo. Phong Càn Khôn nhướng mày, cậu biết thứ hạng của tôi. Mặc dù bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu chẳng phải bí mật gì. Nhưng không phải ai cũng biết. Lần trước công bố xếp hạng, Phong Càn Khôn xếp thứ 55. Một tháng gần đây, ông ta mới vọt lên thứ 49, tiến vào top 50. Chắc chắn không có mấy người biết. Cậu thanh niên trước mắt sao lại biết? Diệp Bắc Minh cười, vào danh sách chết của tôi rồi, chẳng lẽ tôi không biết thứ hạng của ông? Danh sách chết, cho gì vậy? Khuôn mặt già nua của Phong Càn Khôn trầm xuống. Bàn tay không dừng lại, rơi về phía bả vai Diệp Bắc Minh. Bùm! Một chưởng này đánh vào bả vai Diệp Bắc Minh. Không như tưởng tượng, đánh Diệp Bắc Minh gãy kinh mạch, khiến hai chân anh khuỵu xuống đất. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ thờ ơ. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Hả? Phong Càn Khôn có chút bất ngờ. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh giơ tay đánh một quyền về phía ngực Phong Càn Khôn. Phong Càn Khôn không phản ứng kịp, ngực đau nhức, gần như muốn nổ tung. Xoẹt 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 xoẹt. Phong Càn Khôn lùi về phía sau 30 mấy bước, mỗi bước đều đạp ra một hố sâu. Ông ta chấn động ngẩng đầu lên. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, mày là ai? Cao Đỉnh Thiên cũng kinh ngạc. Ông ta rất hiểu tu vi của Phong Càn Khôn, không nói là đệ nhất cảng đảo, tuyệt đối cũng ở trong top 5. Cậu thanh niên này có thể dùng một quyền đánh Phong Càn Khôn lùi ba mấy bước. Đúng là nghịch thiên. Vương Tạng Sơn vẻ mặt già nua nghiêm túc, cảm giác chuyện này không đơn giản. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Bắc Minh, Giang Nam. Diệp Bắc Minh. Phong Càn Khôn nghe đến đây, không nhịn được run lên, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Đương nhiên ông ta cũng đã nghe nói qua chuyện ở Long Đô. Cao Đỉnh Thiên cũng đầy bất ngờ, cậu là Diệp Bắc Minh. Vương Tạng Sơn mí mặt giật giật, Diệp Bắc Minh. Ngoài ba người này ra, những nhà giàu khác mặt đầy tò mò. Diệp Bắc Minh, ai vậy? Bọn họ chưa từng nghe nói qua. Nếu như là chuyện trong giới chính, bọn họ sớm đã như sấm bên tai. Tin tức của giới võ đạo, đương nhiên bọn họ không biết. Chỉ có một vài cường giả giới võ đạo giật giật mí mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Một vài hoàng thất nước ngoài dường như cũng đã nghe nói qua cái tên này. Bừng tỉnh hiểu ra, mặt đầy kiêng kỵ. Cao Đỉnh Thiên suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Lão Phong, quay về trước. Rõ. Lão Phong gật đầu, lặng lẽ lui về sau lưng Cao Đỉnh Thiên. Cao Đỉnh Thiên chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh. Quan sát trên dưới một hồi mới mở miệng,
Diệp Bắc Minh, nửa đêm cậu xông vào sơn trang đúc kiếm, giết chết Vương Thiếu Thu, rốt cuộc là ý gì? Vương Tạng Sơn cắn răng, mày giết con trai tao, phải cho tao một lời giải thích rõ ràng nhất. Nếu không, tao mặc kệ mày có thân phận gì, vẫn là câu nói đó, giết người đền mạng. Diệp Bắc Minh cười, một tên phế vậy, thích thì giết thôi. Các người còn muốn giải thích cái gì? Thái độ ngạo mạn này khiến Vương Tạng Sơn tức đến run rẩy. Ông ta cắn răng đến mức sắp rụng. Sâu trong đáy mắt Cao Đỉnh Thiên lóe qua một tia khí lạnh. Ông ta thân là người đứng đầu cảng đảo, rất biết đối nhân xử thế. Ông ta kéo cánh tay Vương Tạng Sơn, người này đến có chuẩn bị, thân phận bí mật, có lẽ hắn. Đè thấp giọng, nói ra một câu nói chỉ có Vương Tạng Sơn có thể nghe được. Cái gì? Vương Tạng Sơn kinh hãi. Người Cao Đỉnh Thiên sợ hãi, là ai không cần nói cũng biết. Tức giận giảm bớt ba phần. Nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ. Thù của con trai ông ta, đời này đừng mong báo được. Cao Đỉnh Thiên lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh, tôi đã nghe nói chuyện cậu là thiếu soái Long Hồn, chuyện của ông Bổn Đốc cũng đã nghe đồn qua. Nể mặt tôi, mọi người ngồi xuống nói chuyện, không cần phải nổi lên xung đột. Thiếu soái, mẹ nó, cậu thanh niên này là thiếu soái. Giới nhà giàu cảng đảo lập tức sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu thanh niên này nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Con mẹ nó lại là thiếu soái. Chẳng trách dám phách lối như vậy, xông vào cấp cao cảng đảo. Mẹ kiếp có vốn tuyệt đối. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, nếu đã biết tôi rồi, tôi cũng nể mặt ông. Anh làm ra tư thế cái kéo, hai điều kiện. Thứ nhất, bảo Vương Tạng Hải đi ra gặp tôi. Thứ hai, tôi muốn mạng người này. Anh chỉ vào Phong Càn Khôn, làm được hai điều này, tôi sẽ đi, không đến núi Cửu Long nữa. Nét mặt già nua của Phong Càn Khôn đen lại. Trán nổi gân xanh. Cao Đỉnh Thiên quả quyết lắc đầu, cậu muốn gặp Vương Tạng Hải, tôi có thể đồng ý với cậu. Nhưng Lão Phong đã cung phụng bảo vệ bên cạnh tôi hơn 10 năm. Giọng nói trầm thấp ba phần, một câu của cậu liền muốn lấy mạng ông ta, cậu cảm thấy có thể sao? Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, nể mặt ông lại không chịu. Đã như vậy thì không còn gì nói nữa. Vèo. Diệp Bắc Minh giống như quỷ, biến mất trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, lại xuất hiện bên cạnh Cao Đỉnh Thiên. Đánh ra một quyền. Cậu! Cao Đỉnh Thiên kinh hãi, theo bản năng tránh né. Quyền này không đánh về phía Cao Đỉnh Thiên, mà rơi vào ngực Phong Càn Khôn. Phụt! Phong Càn Khôn phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ, không dám tin, thân pháp quá nhanh, sao cậu có thể làm được? Cơ thể già nua ngã xuống thẳng tắp. Đến chết cũng trợn trừng hai mắt, đều không tưởng tượng nổi. Xung quanh kinh hãi. Con người Lâm Thương Hải co rút, thiếu chủ mạnh quá. Cao Đỉnh Thiên bị dọa đến mức da đầu tê dại, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Phong Càn Khôn chết rồi. Một quyền kia nếu không phải đánh về phía Phong Càn Khôn, mà đánh về phía mình thì sao? Nghĩ mà sợ. Lửa giận trong lòng Cao Đỉnh Thiên cũng không khống chế được. Ông ta gào thét, Diệp Bắc Minh, mày biết đây là đâu không? Mày ngang ngược ở đây, không sợ chết sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Cao Đỉnh Thiên, ông là cái thá gì? Uy hiếp tôi. Soạt. Cái gì? Cao Đỉnh Thiên là cái thá gì? Ngang ngược. Cao Đỉnh Thiên chính là vua cảng đảo, mọi chuyện đều do ông ta định đoạt, người đứng đầu cảng đảo. Ông ta là cái thá gì? Diệp Bắc Minh lại dám nói ra những lời này. Đám nhà giàu cảng đảo ở đây đều đứng ngốc tại chỗ, há hốc mồm. Lâm Thương Hải âm thầm giơ ngón tay cái lên, thiếu chủ, lợi hại. Tôi phục. Dù là Lý Gia Hinh nhìn thấy Diệp Bắc Minh giết Phong Càn Khôn, cô ta cũng không chấn động, môi đỏ mọng hơi hé ra. Niềm vui bất ngờ. Khiếp sợ. Bất ngờ. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Mày. Cao Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cắn răng nghiến lợi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nếu không muốn chết thì cút. Chết tiệt. Tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm Thương Hải trượt chân, thiếu chút nữa ngã nhào, mẹ kiếp. Lý Gia Hinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Địa vị của Cao Đỉnh Thiên ngang ngửa ông nội cô ta, vậy mà Diệp Bắc Minh lại dám bảo ông ta cút. Toàn thân Cao Đỉnh Thiên phát run, nhưng không dám phản kháng một câu.
Ông ta đã từng nghiên cứu qua tài liệu về Diệp Bắc Minh. Cao Đỉnh Thiên biết cậu thanh niên này sát phạt quả quyết, nếu mình dám nói nhảm, dù là người đứng đầu cảng đảo, e rằng cũng sẽ bị đánh gục. Bốp 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 bốp, một tràng tiếng vỗ tay truyền tới. Sau đó, một cậu thanh niên mở miệng, xuất sắc. Thật sự xuất sắc, Cao Đỉnh Thiên, nói thế nào chứ cảng đảo cũng là địa bàn của ông mà. Sao vậy, khác gì chó đâu, người ta làm nhục ông như vậy mà không dám hé răng một câu. Soạt, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lại. Kinh ngạc, ai vậy, lá gan lớn thế, dám giễu cợt Cao Đỉnh Thiên. Ánh mắt mọi người rơi vào người một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn mặc đồ thường ngày, đi giày thể thao, rất khiêm tốn. Mày kiếm mắt sáng, mặt đao tước, da thịt trắng nõn. Trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là biểu cảm chưa tỉnh ngủ, bất cần đời. Khóe miệng mang theo giễu cợt nhàn nhạt, giống như tất cả mọi người trên đời này ở trong mắt hắn đều là kiến hôi. Điều khiến người ta càng khiếp sợ chính là khoảnh khắc Cao Đỉnh Thiên nhìn thấy người này. Ông ta không dám tức giận, ngược lại còn nói với anh cậu Long, cậu nói đúng. Cậu Long, con người Diệp Bắc Minh trầm xuống. Ai có thể khiến Cao Đỉnh Thiên đứng đầu cảng đảo phải kính sợ như vậy? Còn họ Long, khiến Diệp Bắc Minh nghĩ đến nhà họ Long cổ võ. Vốn dĩ tôi đến cảng đảo để đưa Vương Trường Sinh về đúc kiếm cho người trong nhà. Chậc chậc chậc, không ngờ lại được xem kịch hay. Long Hạo Hiên tặc lưỡi nói. Hắn chậm rãi đứng lên nói, Cao Đỉnh Thiên, ông cầu xin tôi giúp ông giết hắn. Mắt Cao Đỉnh Thiên sáng lên, vội vàng nói, cậu Long, tôi cầu xin cậu giúp tôi giết hắn. Ha 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 ha, vui, vui lắm. Long Hạo Hiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như một tên thần kinh. Hắn cười chảy cả nước mắt. Một giây tiếp theo, tiếng cười ngừng lại. Con người hắn trầm xuống, biểu cảm lạnh như băng. Chia ra một ngón tay, ngoắc ngoắc về phía Diệp Bắc Minh, quát một tiếng, Diệp Bắc Minh, qua đây, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Soạt, chưa tới một giây, Diệp Bắc Minh lập tức ra tay, dứt khoát, vô cùng quả quyết. Anh giống như quỷ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Hạo Hiên, giơ tay chém xuống một kiếm. Kiếm đoạn Long xuất hiện. Phụt, máu tươi tung tóe. Mau, quá nhanh, không thể thoát được. Long Hạo Hiên nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại kinh khủng như vậy. A, hắn kêu thảm một tiếng, biểu cảm bất cần đời trên mặt trong phút chốc biến mất, hóa thành tức giận và sự kinh hoàng, tay tôi, phế vật, mày thật sự dám ra tay với tao. Tao là người của nhà họ Long cổ võ, mày dám chém đứt tay tao. Tất cả mọi người đều ngây ra. Tình huống gì vậy? Không phải hắn đi ra để uy hiếp ư? Sao người ta vừa giơ một kiếm đã chém đứt tay hắn rồi? Gầm. Long Hạo Hiên gào thét một tiếng, phát ra tiếng như hổ gầm rồng hú. Mày chết đi. Hắn giơ tay trái túm cổ họng Diệp Bắc Minh, bề ngoài móng vuốt bao phủ một tầng khí tức vàng nhạt, có thể xé toạc không khí. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, võ kỹ cổ. Đúng là người của gia tộc cổ võ. Anh thu hồi kiếm đoạn Long. Anh còn tưởng rằng Long Hạo Hiên mạnh lắm chứ? Một quyền đánh ra, đụng vào tay Long Hạo Hiên, tiếng rắc rắc giòn giã. Ngón tay Long Hạo Hiên phút chốc bể nát, đau đến mức khiến hắn kêu thảm một tiếng. Bốp, Diệp Bắc Minh xông lên, đánh ra một quyền vào ngực Long Hạo Hiên. Phốc, Long Hạo Hiên bay rớt ra ngoài, giống như con chó chết nằm trên đất. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, bình luận, không tệ, đánh mày không chết, xem ra bình thường mày tu luyện khá nghiêm túc. Mày. Long Hạo Hiên kích động muốn hộc máu, hắn oán độc nhìn Diệp Bắc Minh, nhớ lời hôm nay mày nói, Long Hạo Hiên tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Không bỏ qua cho tao. Diệp Bắc Minh mặt đầy kỳ quái nhìn Long Hạo Hiên, mày cảm thấy sao, hôm nay liệu có thể sống tiếp được? Con người Long Hạo Hiên co rút kịch liệt. Da đầu tê dại. Hắn trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, mày muốn giết tao. Diệp Bắc Minh cười, không thì sao? Long Hạo Hiên hoảng hốt. Tất cả tức giận và cao ngạo lập tức biến mất. Thay vào đó là ý lạnh dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn nuốt nước miếng, chờ chút, chẳng lẽ mày không biết tao là người nhà họ Long cổ võ sao? Biết. Nếu đã biết rồi, mày còn muốn làm gì tao? Long Hạo Hiên run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được sát ý lạnh băng trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra. Người này tuyệt đối không đùa. Tên điên.
Con mẹ nó là tên điên rồi. Long Hạo Hiên vội vàng lớn tiếng kêu lên, Diệp Bắc Minh, xem ra mày vẫn còn chưa biết gia tộc cổ võ nghĩa là gì. Truyền thừa gia tộc cổ võ đều lên đến mấy trăm năm, thậm chí trên ngàn năm. Xã hội của người bình thường sẽ thay vua đổi chúa, nhưng gia tộc cổ võ sẽ không bị hủy diệt. Nhà họ Long tao đã tồn tại 1.500 năm, mặc dù địa vị của tao ở nhà họ Long không được cao, nhưng nếu mày dám giết tao, vậy sẽ tương đương với khiêu chiến uy nghiêm của gia tộc cổ võ, bị nhà họ Long đuổi giết đến tận cùng. Rốt cuộc mày có hiểu không? Toàn thân Long Hạo Hiên tê dại. Mí mắt Lý Gia Hinh giật giật. Cô ta đang suy nghĩ, Diệp Bắc Minh thật sự dám giết Long Hạo Hiên sao? Anh ta chỉ dọa Long Hạo Hiên thôi, nhà họ Long cổ võ quá đáng sợ. Dù là nhà họ Lý, cũng không chịu được cơn giận lôi đình của nhà họ Long cổ võ, Lý Gia Hinh suy nghĩ. Cao Đỉnh Thiên đứng tại chỗ. Người đứng đầu cảng đảo khiếp sợ không nói một câu. Ngay cả Long Hạo Hiên Diệp Bắc Minh cũng muốn giết, nếu giết hắn thì sẽ thế nào? Lâm Thương Hải bị dọa sợ đến mức da đầu tê dại. Ông ta không nhìn được tiến lên trước, đè thấp giọng, thiếu chủ, đừng làm loạn mà. Lâm Thương Hải sợ hãi run rẩy. Ông ta có hơi sợ. Đây chính là nhà họ Long cổ võ. Tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn. Đối mặt với phía chính phủ Long Quốc đều vô cùng mạnh, thân phận một thiếu soái Long Hồn căn bản không đủ nhìn. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua dày nặng truyền tới. Diệp Bắc Minh, dừng tay. Giọng nói giống như núi cao, vô cùng dày. Một lão già tóc trắng chậm rãi đi ra từ sơn trang đúc kiếm. Ông ta mặc trường bào. Râu tóc bạc trắng. Râu dài hơn một thước. Ăn mặc giống như người cổ đại. Cốt cách giống thần tiên. Đây là... ông cụ Vương sao? Rất nhiều người ngơ ngác. Mặc dù bọn họ từng dự lễ mừng thọ 100 tuổi của Vương Trường Sinh, nhưng đến 99% người chưa từng gặp ông ta. Vương Tạng Sơn gọi một tiếng, bố. Cao Đỉnh Thiên vội vàng tiến lên, lão Vương, sao ông lại đi ra? Vương Trường Sinh lắc đầu, nếu tôi không đi ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Bắc Minh, tha cho cậu Long, dù là điều kiện gì, nhà họ Vương tôi cũng đồng ý với cậu. Long Hạo Thiên có thể chết, nhưng không thể chết ở núi Cửu Long, càng không thể chết ở sơn trang đúc kiếm. Nếu không thì ngọn lửa giận của nhà họ Long cổ võ. Không ai có thể chịu nổi. Lý Gia Hinh suy nghĩ một lúc, không nhịn được nói, anh Diệp, đừng giết hắn, hậu quả anh không gánh nổi đâu. Lâm Thương Hải kêu lên một tiếng, thiếu chủ, nhịn đi. Cao Đỉnh Thiên hít một hơi lạnh, Diệp Bắc Minh, đừng làm loạn. Long Hạo Hiên nhìn thấy nhiều người cầu xin cho mình như vậy. Không nhịn được cười, ha 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 ha, nghe chưa? Hả, rốt cuộc mày có nghe thấy không? Bây giờ mày tự chém đứt hai cánh tay, sau đó quỳ xuống đất, dập đầu, tao có thể. Hắn còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sợ, nên vô cùng đắc ý. Đáng tiếc Long Hạo Hiên vẫn chưa nói hết câu. Phụt, Diệp Bắc Minh giơ tay chém một kiếm. Kiếm đoạn Long chợt lóe rồi biến mất. Nhanh như tia chớp, Long Hạo Hiên trợn trừng hai mắt. Vị trí cổ họng xuất hiện một đường máu. Ngã xuống đất mà chết. Mặt đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch, giết thật. Cao Đỉnh Thiên bị dọa sợ, ngã nhào trên đất, xong rồi. Lâm Thương Hải bất đắc dĩ cười khổ, thiếu chủ, phiền phức lớn rồi. Vương Trường Sinh nhắm mắt lại, than thở một tiếng, toàn thân giống như già đi 30 tuổi, bất lực nói, cậu giết cậu Long, lão phu chỉ có thể bắt cậu lại, giao cho nhà họ Long cổ võ xử lý. Một luồng khí thế mạnh mẽ ngưng tụ. Các vị, mau xuống núi đi, đao kiếm không có mắt, trước khi ra tay nếu còn ở trên núi thì sẽ cùng chôn theo cậu Long đấy. Đỉnh núi Cửu Long dâng lên cuồng phong. Sắc mặt quan khách thay đổi lớn, rất nhiều người xoay thân bỏ chạy, đi xuống núi Cửu Long. Vương Trường Sinh không chỉ là tông sư đúc kiếm, mà còn là võ hoàng, hay kiếm hoàng. Vương Trường Sinh quát lớn một tiếng, kiếm tới. Sâu trong sơn trang đúc kiếm, vạn kiếm nổ ầm. Xoạt, 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 xoạt. Lúc này, trên đỉnh núi Cửu Long, vạn kiếm đồng thời vù vù nổi dậy. Những quan khách kia dưới núi lúc này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy từng thanh kiếm bay ra từ sơn trang đúc kiếm. Thoát khỏi trọng lực, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đi, đi mau. Vương Trường Sinh sắp ra tay rồi, mọi người chạy mau.
những nhà giàu kia xoay người bỏ chạy. Rối rít rời khỏi núi Cửu Long, đi xuống núi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất ngờ lên tiếng, kiếm ý. Lão giả này vậy mà lại ngưng luyện ra kiếm ý. Ở trong vị trí cấp thấp, có thể lĩnh ngộ kiếm ý đều là thiên tài kiếm đạo hàng đầu. Chân mày Diệp Bắc Minh nhướng lên, kiếm ý là gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, kiếm ý chính là khả năng giao tiếp với kiếm. Kiếm là vật chết, người là vật sống. Một khi người và kiếm giao tiếp được với nhau thì tương đương có kiếm tâm. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, phải có kiếm tâm. Một võ giả bình thường, một kiếm chém ra là kiếm ý. Nếu như đổi kiếm khí thành kiếm ý, võ giả cảnh giới tông sư cũng có thể giết võ linh. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Kiếm ý mạnh vậy sao? Chỉ có mạnh hơn, nhóc con, để tôi ra tay trước, giết ông ta trong nháy mắt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đề nghị. Diệp Bắc Minh cười từ chối, tôi muốn thử chút. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có phần nghiêm túc, được, nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh nhìn Lâm Thương Hải, ông xuống núi trước đi. Mặt Lâm Thương Hải đang run rẩy. Ông ta có thể cảm nhận được toàn bộ sơn trang đã bị kiếm ý bao phủ. Ông ta có cảm giác muốn quỳ xuống. Quá đáng sợ. Thực lực võ đạo của Vương Trường Sinh tuyệt đối có thể đứng trong top 10 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Lâm Thương Hải lớn tiếng nói, thiếu chủ, cậu đi cùng tôi đi. Quay về chúng ta bàn luận kỹ hơn. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, xuống núi. Lâm Thương Hải thấy Diệp Bắc Minh quả quyết như vậy, không còn cách nào khác, đành xoay người xuống núi. Lý Gia Hinh nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói, Diệp Bắc Minh, anh đừng quên. Anh còn nợ tôi một ân huệ, đừng chết ở đây. Cô ta nhanh chóng rời đi. Cao Đỉnh Thiên cắn răng, cũng đi thật nhanh. Trước khi đi, ông ta lấy điện thoại, sĩ quan phụ tá, phái quân đội xuống núi Cửu Long, đại bác, máy bay ném bom, lái hết qua cho tôi. Vương Trường Sinh hạ lệnh, nhưng người khác trong sơn trăng đúc kiếm cũng rối rít lao ra, đi xuống núi. Lúc này, đỉnh núi chỉ còn lại hai người Diệp Bắc Minh và Vương Trường Sinh. Còn có bảo kiếm trôi lơ lửng đầy trời. Vương Trường Sinh chắp tay đi tới, từng bước đi xuống bậc thang của sơn trang đúc kiếm, đi đến quảng trường. Ông ta phất tay, một thanh bảo kiếm màu xanh bay vào trong tay ông ta, kiếm này tên là Thái Hòa, dài 3 tấc 7 phân, không chém hạng người vô danh. Diệp Bắc Minh, cậu có thể chết dưới kiếm Thái Hòa, chính là phúc khí của cậu. Kiếm Thái Hòa rộng chừng 3 ngón tay. Rèn từ thiên thạch, chém sắt như chém bùn. Giết người không dính máu. Từ khi rèn thành công, tổng cộng đã chém qua 138 người. Võ Linh 30 người. Võ Vương 17 người. Vì vậy, trên thân kiếm màu xanh bao phủ một tầng huyết khí nhàn nhạt. Diệp Bắc Minh phất tay. Kiếm Đoạn Long xuất hiện. Chỉ dài bằng một nửa kiếm thường. Hơn nữa còn gãy. Một con rồng đứt thân quấn quanh kiếm gãy. Diệp Bắc Minh phun ra 3 chữ Kiếm Đoạn Long. Vương Trường Sinh liếc mắt nhìn Kiếm Đoạn Long thật kỹ. Ông ta thân là tông sư đúc kiếm, nhưng lại không nhìn ra tài liệu về Kiếm Đoạn Long. Thôi được. Giết Diệp Bắc Minh, mình có thể từ từ nghiên cứu. Giết. Vương Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tay cầm kiếm Thái Hòa. Xoạt. Giơ tay chém ra một đường kiếm khí ẩn chứa kiếm ý. Tiếng không khí bị cắt rời truyền đến. Dù cách 30 mấy mét, một vài hoa cỏ gần đó trong nháy mắt bị kiếm khí chặn ngang chém đứt. Diệp Bắc Minh cũng giơ lên một kiếm. Kiếm Đoạn Long keng một tiếng, mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm, cùng chém ra một đường kiếm khí. Hai đường kiếm khí đụng chạm, nổ vang trong không khí. Vương Trường Sinh thở dài nói, kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt. Chỉ tiếc đã đứt. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, kiếm gãy vẫn có thể giết ông. Vương Trường Sinh bật cười lạnh lùng, Diệp Bắc Minh cậu quá ngông cuồng rồi. Vương Trường Sinh tôi 16 tuổi đã thành danh, cách nay đã 84 năm, cậu lấy cái gì để giết tôi? Ông ta giẫm một cái, hóa thành tàn ảnh, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Xoạt, 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 kiếm khí tung hoành. Mỗi một kiếm đều mang theo kiếm ý khủng khiếp. Diệp Bắc Minh cũng không hoảng hốt, anh ung dung chống đỡ. Tay cầm kiếm Đoạn Long, liền một hơi chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm vừa vặn phá hỏng kiếm khí của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kinh hãi, không dám tin nói, không thể nào,
làm sao cậu có thể phá kiếm pháp trường sinh của tôi? Trong thiên hạ, chỉ có kiếm hoàng Lý Kiếm Trần ở Thục Trung có thể so tài cao thấp với lão phu. Nhưng dù là Lý Kiếm Trần cũng không thể phá vỡ kiếm pháp trường sinh của lão phu được. Sao cậu có thể làm được? Diệp Bắc Minh cười không nói. Xoạt, xoạt, xoạt. Anh không nói nhảm, chủ động chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm còn đáng sợ hơn kiếm khí của Vương Trường Sinh. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, ra tay chống đỡ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ông ta một hơi phá hỏng kiếm. Nhưng ba kiếm cuối cùng căn bản không ngăn được. Ngực, cánh tay, bắp đùi mỗi người trúng một kiếm, máu tươi phun trào. Độc Cô Cửu Kiếm. Đây là Độc Cô Cửu Kiếm. Vương Trường Sinh sợ ngây người, ông ta gào thét về phía Diệp Bắc Minh, Độc Cô Kiếm Thánh là gì với cậu? Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, tôi không biết ông nói Độc Cô Kiếm Thánh gì, tôi chỉ biết thầy tứ thập ngũ của tôi, ông ấy tên là Độc Cô Vũ Vân. Kiếm pháp này là ông ấy truyền thụ cho tôi. Mẹ nó! Vương Trường Sinh dù đã 100 tuổi, nhưng vẫn không nhịn được mắng một tiếng. Tên nhãi này giả vờ ngu hay ngu thật? Độc Cô Vũ Vân chính là Độc Cô Kiếm Thánh đấy. Ông ấy đã biến mất trên thế giới này hơn 50 năm. Cậu chắc chắn sư phụ cậu chính là Độc Cô Kiếm Thánh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, nếu như Độc Cô Vũ Vân chính là Độc Cô Kiếm Thánh, vậy thì đúng rồi. Rít. Vương Trường Sinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, giống như là gặp quỷ vậy. Một giây kế tiếp. Keng. Vương Trường Sinh vứt kiếm Thái Hòa. Phốc. Quỳ sụp tại chỗ, đầu gối quỳ nát trên sàn nhà, dập đầu hét lớn, xin sư phụ nhận tôi làm đồ đệ. Cái gì? Diệp Bắc Minh bối rối. Tình huống gì vậy? Vương Trường Sinh quỳ. Muốn mình nhận ông ta là đồ đệ. Không phải chứ. Đây chính là một kiếm hoàng đấy. Kiếm hoàng 100 tuổi lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình. Thật sự nghịch thiên. Nếu như những nhà giàu có cảng đảo và quyền quý nước ngoài vừa rồi nhìn thấy, chắc sẽ sợ chết khiếp. Đối phương ngay cả binh khí kiếm Thái Hòa của mình cũng vứt đi, tuyệt đối không phải trò đùa, mà thật sự muốn quỳ xuống bái sư. Diệp Bắc Minh kỳ quái hỏi, ông cũng 100 tuổi rồi, còn muốn bái tôi làm thấy. Nét mặt già nua của Vương Trường Sinh đỏ bừng, vô cùng kích động, sư phụ, cả đời Vương Trường Sinh chỉ sống vì kiếm. Chết vì kiếm. 60 năm trước, tôi muốn bái Độc Cô Kiếm Thánh làm thầy, nhưng ông ấy lại nói tôi không đủ tư chất. Tiền bối Độc Cô Kiếm Thánh chỉ điểm tôi nửa chiêu, giúp tôi vô cùng được lợi, trở thành kiếm hoàng cảng đảo. Sư phụ, Độc Cô Cửu Kiếm cậu học của Độc Cô Kiếm Thánh chắc chắn là cho người có thiên phú đỉnh cao. Ở giới võ đạo, người thành đạt làm thầy. Tuổi tác không phải vấn đề, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi, chỉ cần thành tựu kiếm đạo mạnh hơn tôi cũng có thể bái sư. Vương Trường Sinh nghiêm túc nói. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, không ngờ tên nhãi này lại là một người mê kiếm. Mê kiếm? Diệp Bắc Minh nghi vấn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, mê kiếm chính là một lòng chỉ muốn luyện kiếm, không khác gì với mê võ. Diệp Bắc Minh dường như có suy nghĩ. Nhóc con, cậu nhận ông ta cũng không tồi đâu, dẫn theo bên người, tương đương đã có một tay chân đẳng cấp võ hoàng rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, quả thật rất tốt. Vậy còn chờ gì nữa? Diệp Bắc Minh suy tư chốc lát. Anh khẽ nhấc tay, được, tôi nhận ông. Đa tạ thầy. Vương Trường Sinh cực kỳ kích động. Dập đầu 9 cái về phía Diệp Bắc Minh. Ầm ầm ầm. Diệp Bắc Minh nói, đứng lên đi. Tạ thầy à. Vương Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Diệp Bắc Minh nhìn thấy ông ta toàn thân máu tươi chảy ròng, bị kiếm khí của anh gây thương tích. Anh ném qua mấy viên đan dược, chỗ đan dược này có thể giúp ông hồi phục vết thương. Đan dược. Vương Trường Sinh sững sờ, nhận lấy đan dược Diệp Bắc Minh đưa qua, nhìn một chút. Không nhịn được kinh hãi. Sơn Trang Đúc Kiếm cũng có rất nhiều đan dược trị thương, nhưng chất lượng không cao bằng đan dược Diệp Bắc Minh đưa cho ông ta. Thầy, thuốc này chất lượng cao quá, hay thầy giữ lại dùng đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao, dùng hết tôi luyện tiếp. Cái gì? Vương Trường Sinh khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, chính thầy luyện. Thầy còn biết luyện đan. Diệp Bắc Minh khiêm tốn cười, biết một chút. Một chút. Ừ, đan dược dưới cấp thiên gần như thành công 100%. Phụt. Vương Trường Sinh thiếu chút nữa phun ra một hớp máu. Hoàn toàn kinh hãi. Rít. Ông ta hít một hơi khí lạnh.
cho dù là đan hoàng lão tiêu cũng không dám nói đan dược dưới cấp thiên 100% thành công được. Đúng là nghịch thiên. Diệp Bắc Minh không có giải thích, anh nói rõ mục đích đến Sơn Trang đúc kiếm. 2 năm trước, con trai ông Vương Tạng Hải có phải đã lấy được một dương kim loại từ buổi đấu giá Sotheby? Vương Trường Sinh gật đầu, có chuyện này, đệ tử nhớ rất rõ. Chất liệu dương này rất đặc biệt, căn bản không thể mở ra, cũng không thể cắt đứt. Nhà họ Vương tôi muốn nấu chảy nó, luyện thành một thanh thần kiếm. Diệp Bắc Minh cau mày, cái dương đâu? Vương Trường Sinh ngừng chút, cái dương bị chúng tôi vứt xuống hồ địa hỏa rồi, đốt chừng 2 năm cũng không có hiện tượng nấu chảy. Hồ địa hỏa. Diệp Bắc Minh thầm kêu không ổn. Sẽ không đốt sạch đồ trong dương chứ? Bỗng nhiên. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng động cơ. Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu bay qua bầu trời núi Cửu Long. Vèo. Mấy chục viên đại bác màu đen rơi xuống. Sắc mặt Vương Trường Sinh trắng bệch, con người có rút kịch liệt, máy bay đánh bom. Xong rồi. Kiếm hoàng dù mạnh cũng không ngăn nổi máy bay đánh bom. Giờ phút này. Dưới chân núi Cửu Long đã tập kết hơn 10.000 đại quân. Hơn 100 ổ đại pháo được kéo tới đây, nổ pháo về phía đỉnh núi. Còn có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu oanh tạc về phía Sơn Trang đúc kiếm. Trong nháy mắt, lửa ngút trời, phần lớn kiến trúc Sơn Trang đúc kiếm hóa thành một mảng phế tích. Vô số người thường của cảng đảo đều sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía núi Cửu Long. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Sắc mặt Vương Tạng Sơn tái xanh, giận dữ hét, Cao Đỉnh Thiên, con mẹ nó ông làm gì vậy? Sơn Trang đúc kiếm vẫn còn trên đỉnh núi, ông muốn phá hủy Sơn Trang của chúng tôi sao? Cao Đỉnh Thiên tát Vương Tạng Sơn ngã lăn trên đất. Ông ta lạnh lùng hạ lệnh, bắt lại. Vương Tạng Sơn gào thét, Cao Đỉnh Thiên, ông có thể trở thành cảng đốc, nhà họ Vương đã ủng hộ ông không ít. Ông làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Cao Đỉnh Thiên điên cuồng cười, báo ứng. Ha 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 ha, cuộc đời của Cao Đỉnh Thiên tôi tự làm chủ. Mạng tôi do tôi quyết chứ không phải do trời. Chỉ cần giết Diệp Bắc Minh. Ha ha ha. Tôi phí lời với ông nhiều làm gì. Dẫn đi. Các binh sĩ trói gô cổ Vương Tạng Sơn. Dẫn đi. Đám nhà giàu khác có mặt ở đây đều ngơ ngác. Bọn họ đứng tại chỗ, bị người của Cao Đỉnh Thiên khống chế được. Một vài hoàng thất nước nhỏ cũng lớn tiếng phản kháng, ông thống đốc cảng đảo, ông làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả không tốt đâu. Chúng tôi là người của hoàng thất, mong ông thả chúng tôi đi ngay lập tức. Ông thống đốc, nếu không làm vậy với chúng tôi, sẽ xảy ra hậu quả khó mà tưởng tượng được đấy. Những hoàng thất này lạnh giọng nói. Cao Đỉnh Thiên khẽ cười, chư vị, tôi sẽ không làm các người tổn thương. Chờ đại pháo của tôi san phẳng núi Cửu Long, các người đương nhiên có thể tời đi. Cái gì? San phẳng. Cao Đỉnh Thiên thật sự không muốn để người trên núi sống sót. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch, cô ta lạnh lùng nhìn Cao Đỉnh Thiên, ông thống đốc, ông làm như vậy chẳng lẽ không sợ phía chính phủ Long Quốc trách tội sao? Trách tội, ha ha ha, núi cao hoàng đế ở xa, cảng đảo do Cao Đỉnh Thiên tôi định đoạt. Cao Đỉnh Thiên càn rỡ cười lớn. Ông ta nhìn Lý Gia Hinh đầy thâm sâu, cô Lý, tôi khuyên cô bớt xen vào chuyện người khác. Mặt mũi tôi cho nhà họ Lý cô cũng có hạn thôi. Ông... Lý Gia Hinh cắn răng nghiến lợi. Cao Đỉnh Thiên lạnh lẽo hạ lệnh, hộ tống cô Lý đi nghỉ ngơi, trước khi núi Cửu Long chưa bị san phẳng, không ai được phép rời đi. Cao Đỉnh Thiên, con mẹ nó ông chết đi. Lâm Thương Hải đột nhiên xông ra giống như chó điên, đánh một quyền về phía Cao Đỉnh Thiên. Xuống dưới gặp thiếu chủ. Sơn Trang đúc kiếm bị san phẳng, chắc chắn thiếu chủ đã chết. Lòng Lâm Thương Hải đang rỉ máu. Từ sau lưng Cao Đỉnh Thiên, ba võ linh đi ra. Một người trong số đó đối quyền với Lâm Thương Hải. Phụt! Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ông ta lăn một vòng trên đất, nhanh chóng chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy. Một võ linh muốn đuổi theo. Cao Đỉnh Thiên cười lạnh, chó chết chủ, cứ để hắn chạy thoát thân đi. Pháo binh vẫn đang tiếp tục. Bầu trời đều bị nhuốm đỏ. Mây hình nấm dâng lên hết cái này đến cái khác. Nổ súng, nổ súng, nổ súng cho tôi. Hỏa lực bao trùm, đánh toàn bộ chi phí quân sự của tôi vào đó. Chưa ăn cơm sao?
nổ súng đi. Trên đài chỉ huy, Cao Đỉnh Thiên lớn tiếng quát. Đùng đoàng. Pháo trên đỉnh núi Cửu Long không ngừng nổ ầm, giống như động đất. Khuôn mặt Cao Đỉnh Thiên bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Sơn trang đúc kiếm núi Cửu Long sắp bị san phẳng. Đoàng. Đột nhiên, một phát hỏa tiễn tấn công tới, hạ gục một máy bay chiến đấu đang khai hỏa. Ầm. Ánh lửa đầy trời. Đoàng. Lại mười mấy phát đại bác xuất hiện, bầu trời đêm gần đó xuất hiện mười mấy chiếc máy bay chiến đấu Hắc Long hàng đầu. Máy bay chiến đấu của Cao Đỉnh Thiên trong nháy mắt bị đánh nổ, bầu trời sáng như ban ngày. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao Đỉnh Thiên kinh hãi. Giết! Ngay lúc này, sau lưng mọi người truyền đến tiếng la giết kinh thiên động địa. Giống như là thiên quân vạn mã đánh tới vậy. Vô số binh lính mặc áo giáp từ bốn phương tám hướng xông ra, thuộc hạ của Cao Đỉnh Thiên không chịu nổi một kích, cũng không kịp phản kháng, bị giết đến 1/3. Một cô gái nghiêng nước nghiêng thành đi tới. Sau lưng có vô số chiến sĩ mặc áo giáp đi theo. Trong con người xinh đẹp của cô gái đều là tia máu, nếu sư đệ tôi chết, tất cả các người đều phải chết theo. Một người phụ nữ đi tới. Sau lưng là thiên quân vạn mã. Cô ấy có thân hình tỷ lệ vàng, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn trông vô cùng yểu điệu. Nhưng trên người cô ấy bộc phát ra luồng sát khí. Khiến người ta không lạnh mà run. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người cô gái này. Là cô. Tu La Mặt Ngọc. Cao Đỉnh Thiên nhận ra người phụ nữ này, ông ta kinh hãi. Ông ta nằm mơ cũng không dám tin người phụ nữ này lại tới. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ này. Chính là thất sư tỷ của anh, Liễu Như Khanh. Nhưng cô ấy ở bên ngoài còn có một cái tên khác, Tu La Mặt Ngọc. Hai chữ Tu La, đủ để chứng minh sự đáng sợ của người phụ nữ này. Cô ấy trấn thủ phía Nam Long Quốc, bảo vệ 8.000 dặm hải vực. Các nước Đông Nam Á không dám bước một bước qua Long Quốc. Cái gì? Tu La Mặt Ngọc. Cô chính là Tu La Mặt Ngọc. Hoàng thất các nước Đông Nam Á nghe thấy cái tên này, toàn thân run lên. Mặt đều là vẻ chấn động. Đã từng có một nhóm hải tặc 5.000 người giết người cướp của ở Đông Nam Á. Không chuyện ác nào không làm. Sau khi tiến vào hải vực Long Quốc, không kiên trì nổi một giờ đã bị Tu La Mặt Ngọc tiêu diệt. Tàu sân bay của một nước nào đó tiến vào hải vực Long Quốc diễn tập. Chưa tới 15 phút, tàu sân bay này bị đánh chìm. Mấy trăm ngàn hải quân chật vật chạy trốn. Khu vực Đông Nam Á lưu truyền một câu nói, chỉ cần Tu La Mặt Ngọc ở đây, đừng ai nghĩ lấy được gì ở hải vực Long Quốc dù chỉ là một con cá. Vậy mà Tu La Mặt Ngọc lại đến cảng đảo, còn dẫn theo quân đoàn của mình. Da mặt Cao Đỉnh Thiên không ngừng nhảy lên, cô đến đây làm gì? Con người Liễu Như Khanh như muốn nhỏ máu, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía sơn trang đúc kiếm, Cao Đỉnh Thiên, đồ đáng chết. Người đâu, chém ngay lập tức tất cả thuộc hạ của Cao Đỉnh Thiên. Rõ, tuân theo pháp chỉ của Tu La. Hơn 10.000 tướng sĩ mặc chiến giáp, miệng đồng thanh trả lời. Luồng sát khí khủng khiếp tấn công vào mặt. Sát khí của người đã từng tham gia cả trăm trận chiến không phải là loại như Cao Đỉnh Thiên có thể ngăn cản được. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên, đại quân tinh nhuệ của Cao Đỉnh Thiên trong nháy mắt chết hơn nửa. Cao Đỉnh Thiên giận dữ hét, Tu La Mặt Ngọc, tôi là thống đốc cảng đảo, cô dám giết người của tôi. Liễu Như Khanh sát ý bùng nổ, một luồng chân khí ngưng tụ, một bước đi đến trước mặt Cao Đỉnh Thiên. Một cái tát giáng xuống. Phụt. Đầu Cao Đỉnh Thiên như quả dưa hấu nổ tung. Đường đường là thống đốc cảng đảo lại bị Liễu Như Khanh tát chết. Xung quanh tĩnh mịch. Đây chính là thống đốc cảng đảo đó. Đại quan biên giới Long Quốc. Tu La Mặt Ngọc nói giết thì giết. Lời sau đó của Tu La Mặt Ngọc càng khiến người ta sợ hãi. Truyền lệnh xuống, diệt cửu tộc của Cao Đỉnh Thiên. 10 chiến tướng lớn miệng đồng thanh trả lời, tuân thủ pháp chỉ của Tu La. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía sơn trang đúc kiếm, trong con mắt đều là vẻ lo lắng, sư đệ mình không thể nào chết như vậy. Tìm cho tôi, đào phẳng toàn bộ núi Cửu Long cũng phải tìm được sư đệ. Chuyện xảy ra ở cảng đảo được truyền về Long Đô bằng tốc độ nhanh nhất. Trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Long Đô. Đêm khuya Đường Thiên Ngạo nhận được tin tức. Cười không ngậm được miệng cái gì. Diệp Bắc Minh chết. Ha 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 ha,
Trời ơi, đất ơi, là vị thần tiên tỷ tỷ nào hung ác đến như vậy? Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, mày nói xem, mày đắc tội với Cao Đỉnh Thiên làm gì? Hắn chính là thống đốc cảng đảo đó. Núi Cửu Long bị pháo binh san phẳng, đến cho cốt của Diệp Bắc Minh cũng không để lại. Tốt, tốt, tốt lắm. Đêm nay, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo múa hát tưng bừng. Còn náo nhiệt hơn Tết. Nhà họ Phó, Long Đô. Ông cụ Phó ngồi trên xe lăn nhận được tin tức. Xúc động đến bật khóc. Ha 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 ha. Trời có mắt, Diệp Bắc Minh, cuối cùng mày đã chết rồi. Quốc Hoa, thù của con đã được báo. Nhà họ Tần, Long Đô. Tần tướng thần lập tức đứng lên, khuôn mặt già nua đều là vẻ không thể tin nổi, Diệp Bắc Minh thật sự đã chết. Tần Vinh An gật đầu, đúng vậy, bố, tin tức vừa truyền về. Sơn Trang đúc kiếm trên núi Cửu Long bị Cao Đỉnh Phong dùng pháo binh oanh tạc mất hết rồi. Nét mặt già nua của Tần tướng thần biến ảo không chừng. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách. Không thể nào, không thể nào. Diệp Bắc Minh này không phải nhân vật đơn giản, sao lại chết như vậy chứ? Cái này, không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Vinh An cười trên nỗi đau của người khác, bố, cái này gọi là người ngông cuồng tự bị trời phạt. Diệp Bắc Minh làm nhiều việc ác, nếu không phải có Long chủ che chở, hắn đã chết từ lâu rồi. Im miệng. Tần tướng thần trách mắng, vội vàng liếc nhìn bốn phía, đè thấp giọng, chuyện của Long chủ con có thể bàn luận. À, đúng đúng đúng. Tần Vinh An kinh hãi, vội vã che miệng mình. Một giây kế tiếp, ông ta không nhịn được bật cười. Phụt, ha ha ha. Nhưng bố à, Diệp Bắc Minh thật sự chết rồi. Tần tướng thần cau mày, một lúc sau mới nói ra một câu u ám, thật sự đã chết rồi. Sao bố cảm thấy hắn không dễ chết như vậy? Nhà họ Diệp, Long Đô. Diệp Cấm Thành vội vã chạy tới. Diệp Lăng Tiêu mặt đầy kinh ngạc, Diệp Bắc Minh chết rồi, em lấy tin tức từ đâu vậy? Diệp Cấm Thành mặt đầy nghiêm túc, anh cả, tin tức thám tử truyền về từ cảng đảo. Một giờ trước, trên đỉnh núi Cửu Long xảy ra biến cố. Tối hôm nay vốn là lễ mừng thọ 100 tuổi của tông sư đúc kiếm Vương Trường Sinh của Sơn Trang đúc kiếm. Diệp Bắc Minh đột nhiên xuất hiện, xảy ra mâu thuẫn với Vương Trường Sinh. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Cao Đỉnh Thiên tập trung toàn bộ quân đội của ông ta đến dưới núi Cửu Long, dùng pháo binh đánh nát núi Cửu Long ở độ cao 100 mét so với mực nước biển. Sơn Trang đúc kiếm biến mất. Diệp Lăng Tiêu ngây ra tại chỗ. Kinh ngạc hồi lâu. Ông ta vẫn không dám tin, Diệp Bắc Minh thật sự đã chết. Cấm Thành, em đi xuyên đêm đến cảng đảo, thăm dò xem chuyện này là thật hay giả. Được, em lập tức lên đường. Diệp Cấm Thành gật đầu, không quay đầu liền rời đi. Trụ sở chính Long Hồn. Bên trong phòng họp, chuyện Diệp Bắc Minh chết ở cảng đảo truyền về. Hội trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Ngụy Kinh Phú cười nhạt nói, Lục Soái, vị sư đệ kia của cô hình như không còn. Không thể nào. Lục Tuyết Kỳ gào thét. Phụt. Ngực cô ấy đau nhức, phun ra một hớp máu. Cô ấy ngẩng đầu lên, trong mắt đều là tia máu, chuẩn bị máy bay cho tôi phải đi cảng đảo. Lục Tuyết Kỳ vừa rời đi. Mấy người trong phòng họp lập tức cười lớn, ha 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 ha, Lục Tuyết Kỳ ơi là Lục Tuyết Kỳ, cô mạnh như vậy, nhưng đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Ha 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 ha. Trên máy bay, Lục Tuyết Kỳ gửi tin nhắn vào trong nhóm. Sư đệ xảy ra chuyện ở cảng đảo. Mấy giây sau, tút tút tút, alo, Lục sư tỷ, Ngũ sư tỷ, Tứ sư tỷ, lỗi của em. Tam sư tỷ, chị đừng mắng em. 300 mét dưới lòng đất Sơn Trang đúc kiếm. Trước khi Sơn Trang đúc kiếm bị san phẳng, Diệp Bắc Minh và Vương Trường Sinh đã xông vào trong mật đạo dưới lòng đất. Cửa vào mật đạo đã sụp đổ. Nham thạch cực lớn chặn phía trước, đường ra ngoài bị phong kín. Tiếng đại bác bên ngoài đã dừng hẳn. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Lấy ra kiếm đoạn long, chém một nhát. Đùng đoàng. Đá bên ngoài cùng sụp đổ, xuất hiện một con đường. Nhưng lớp đá phía trên lại một lần nữa rơi xuống. Diệp Bắc Minh lặp lại 7-8 lần, vẫn như vậy. Kiến trúc thượng tầng đã sụp đổ, cho dù anh chém nứt đá, phía trên cũng sẽ liên tục có nham thạch rơi xuống. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng lẽ cả đời cũng không ra được. Sư phụ, không cần lo lắng, cùng lắm thì cả đời chúng ta ở trong này.
Trên khuôn mặt già nua của Vương Trường Sinh đều là vẻ tươi cười, lương thực và nước ở đây đủ dùng, chúng ta ăn mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mẹ nó! Ai muốn ở đây cả đời với một lão già chứ? Từ đây đi xuống một con đường, chính là hồ địa hỏa của Sơn Trang Đúc Kiếm. Nơi sâu nhất địa hỏa, nhiệt độ trên 3.000 độ. Chúng ta có thể yên tâm ở đây nghiên cứu kiếm đạo. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn. Con người này đúng là một tên mê kiếm. Diệp Bắc Minh nghiêm giọng hỏi, Dương Sắt đó cũng ở đây. Vương Trường Sinh gật đầu, đúng vậy, ở nơi sâu nhất trong ao địa hỏa. Đi, đi xem chút. Diệp Bắc Minh chuẩn bị tìm đồ mẹ để lại trước rồi nói xong. Còn chuyện ra ngoài, để về sau suy nghĩ. Vương Trường Sinh dẫn đường, đi thẳng đến chỗ sâu trong lòng đất. Nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao. Vách tường cũng lộ ra ánh sáng màu đỏ lửa. Rất nóng. Vô cùng nóng. Nơi này giống như một cái lò nướng lớn, võ giả dưới võ linh đi vào cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, bọn họ đến lòng đất sâu 1.500 mét. Trong huyệt động rộng chừng một cái sân đá bóng. Một hồ nham thạch nóng chảy xuất hiện ở trước mắt. Sóng nhiệt dâng lên, tấn công vào mặt. Nham thạch sôi trào. Vách tường bốn phía cắm rất nhiều bảo kiếm. Có thành phẩm, cũng có bán thành phẩm. Đều là trang chủ các đời Sơn Trang Đúc Kiếm tự tay đúc ra. Bù! Đột nhiên, một tràng kiếm vang truyền tới. Tất cả bảo kiếm trong huyệt động đều vang ù ù không ngừng. Kiếm khí tung hoành. Vương Trường Sinh kinh hoàng, vạn kiếm cùng kêu vang. Cái này, sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vạn kiếm cùng kêu vang, trừ phi có vô kiếm xuất hiện, nếu không thì không thể nào tạo thành âm thanh khác thường này. Diệp Bắc Minh chậm rãi giơ tay lên, cái đó, không phải là đang nói kiếm đoạn long đấy chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía kiếm đoạn long. Con người co lại kích liệt. Chỉ thấy bề ngoài kiếm đoạn long hiện lên một tuần ánh đen nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, xoạt, 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 ba thanh bảo kiếm đột nhiên bay lên, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh theo bản năng nâng tay lên, chém ra một kiếm. Keng, 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 ba tiếng vang giòn giã truyền tới. Ba thanh bảo kiếm bay đến bị chém đứt thành hai khúc, rơi xuống đất, ảm đạm không ánh sáng. Phi trì, thần phong, huyết nguyệt, gãy rồi. Vương Trường Sinh hít một hơi lạnh. Đây là bảo kiếm mạnh nhất do ba vị trang chủ của Sơn Trang Đúc Kiếm chế tạo. Vậy mà không ngăn được một kích của kiếm đoạn long. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, Vương Trường Sinh, ông muốn giết tôi. Vương Trường Sinh sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống, sư phụ, đệ tử làm sao có thể giết người được. Người hiểu lầm rồi, khí chàng kiếm đoạn long trong tay người quá mạnh, phi trì, thần phong, huyết nguyệt có linh tích, cơ bản không phục. Sở dĩ chủ động đánh đến. Ra tay với người, không ngờ, lại bị một kiếm của người chặt đứt. Vương Trường Sinh dở khóc dở cười. Đây chính là vật quý bảo vệ trang của Sơn Trang Đúc Kiếm. Bị hủy như vậy, lòng ông ta đang rỉ máu. Ồ, Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Giây tiếp theo, vù, lại một tràng tiếng vù vù. Xoạt, 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 xoạt. Tất cả bảo kiếm trong huyệt động đều bay lên, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Hừ, Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, tay cầm kiếm đoạn long chém ra. Một đường kiếm khủng khiếp kích động mở. Tất cả bảo kiếm bên trong huyệt động đều bị đánh bay. Cắm vào trong nham thạch, rên rỉ không dứt. Vương Trường Sinh kích động đến bật khóc, vạn kiếm thần phục. Vạn kiếm thần phục. Sư phụ, cảnh tượng này cả đời đệ tử có thể nhìn thấy sao? Tất cả bảo kiếm của Sơn Trang Đúc Kiếm tôi lại thần phục trước một thanh kiếm gãy. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Vương Trường Sinh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm kiếm đoạn long. Cực kỳ kích động. Diệp Bắc Minh cúi đầu, nhìn kiếm đoạn long mạnh vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khinh thường trả lời, nói nhảm, đối với kiếm đoạn long mà nói, kiếm trong huyệt động này đều là sắt vụn. Không biết những lời này nếu bị Vương Trường Sinh nghe thấy sẽ có cảm tưởng gì? Phải biết rằng, bảo kiếm bên trong huyệt động đều là tâm huyết của trang chủ qua các triều đại. Ở trong miệng tháp càn khôn chấn ngục lại thành sắt vụn. Diệp Bắc Minh không để ý Vương Trường Sinh. Tìm được dương kim loại mẹ để lại trong huyệt động. Tìm thấy rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, nhìn thấy chiếc dương kim loại trong hồ. Nó không lớn lắm, dài rộng cao khoảng 30 cm.
Dương kim loại cứ thế trôi lơ lửng trong dung nham, không có một chút dấu hiệu hòa tan. Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt, đây là chất liệu kim loại gì vậy? Kim loại ai bình thường ném vào trong dung nham, không bao lâu sẽ hòa tan. Dương kim loại trôi ở đây ít nhất đã 2 năm, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí cũng không có dấu hiệu nung đỏ. Xoạt! Diệp Bắc Minh chém ra một đường kiếm khí vào dung nham. Sóng lớn ngút trời. Dung nham bao trùm dương kim loại, chậm rãi thổi tới. Diệp Bắc Minh dùng kiếm đoạn long khều một cái, nhấc nó lên mặt đất. Leng keng! Dương kim loại đập xuống đất, để lại một hố sâu. Diệp Bắc Minh cẩn thận dò xét một vòng, kinh ngạc phát hiện dương kim loại này ngay cả một khe hở cũng không có. Chứ đừng nói đến các loại ổ khóa. Quả thật vô cùng kiên cố. Vương Trường Sinh nói, sư phụ, dương kim loại này sơn trang đúc kiếm chúng tôi không có cách nào mở ra được. Sơn trang đúc kiếm đã nghiên cứu qua tất cả kim loại trên trái đất này, dù là thiên thạch, chúng tôi cũng góp nhặt rất nhiều. Dương kim loại này quá đặc biệt, nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ cũng không thể nào hòa tan được nó. Hơn nữa vô cùng cứng rắn, tôi đã dùng qua một vài bảo vật cưỡng ép chém nó, nhưng bảo kiếm cũng gãy. Diệp Bắc Minh mặt đầy nghiêm túc, lại cẩn thận nghiên cứu một hồi. Vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Anh suy tư trong chốc lát, dùng kiếm đoạn long chém. Keng! Một tiếng giòn giã, dương kim loại giống như đậu hũ, trong nháy mắt bị chém ra. Vương Trường Sinh không nhịn được liền chửi tục, mẹ kiếp. Kiếm đoạn long kinh khủng vậy sao? Diệp Bắc Minh cũng rất bất ngờ. Cường độ của kiếm đoạn long vượt xa trí tưởng tượng của anh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giọng điệu khinh thường, kim loại cậu có thể nhìn thấy, dưới kiếm đoạn long đều là rác rưởi. Đáng tiếc Vương Trường Sinh không nghe thấy. Diệp Bắc Minh không nói gì, không chờ được nhìn sang dương kim loại. Ngâm trong dung nham mấy nghìn độ hơn 2 năm. Hy vọng đồ không bị cháy hỏng. Một chiếc lệnh bài dài bằng bàn tay người trưởng thành xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh. Ngoài cái này ra, tất cả trống trơn. Diệp Bắc Minh nhặt lệnh bài ra khỏi dương kim loại, mẹ để lại một tấm lệnh bài. Lệnh bài hình dáng phong cách cổ xưa. Mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng vô cùng tinh xảo. Hoa văn và điêu khắc phía trên cũng không giống món đồ thông thường. Hơn nữa, lúc cầm trong tay lại có một cảm giác lạnh như băng. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, lạnh. Lệnh bài kia ở trong dương kim loại bị nung trong dung nham hơn 2 năm, vậy mà vẫn lạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đây là kim loại gì vậy? Giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, đây là thép, được coi như là một loại kim loại tương đối tốt. Điểm nóng chảy khoảng hơn 20.000 độ, nhiệt độ của dung nham này cũng lắm cũng chỉ mấy ngàn độ, đương nhiên không thể nào hòa tan được nó. Diệp Bắc Minh bất ngờ, hơn 20.000. Lệnh bài mẹ tôi để lại rốt cuộc dùng để làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại, ai biết được tâm tư phụ nữ, tạm thời cất đi. Nói cho cậu một chuyện tốt, sâu trong dung nham này có một khóm hỏa liên, ước chừng hơn 1.000 năm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng, hỏa liên. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, khoảng chừng 50 mét sâu trong dung nham. Cậu lấy nó ra. Trong hơn 1.000 đơn thuốc ở tầng 1 Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có mười mấy loại có thể dùng hỏa liên để luyện chế. Đến lúc đó cậu tự xem đi. Diệp Bắc Minh sợ hết hồn. 50 mét sâu trong dung nham. Hái một khóm hỏa liên. Mẹ nó. Nhiệt độ cao mấy ngàn độ đó. Người trần mắt thịt nhảy vào, chẳng phải bị thiêu chết sao. Diệp Bắc Minh không nhìn được trách mắng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hái một khóm hỏa liên từ độ sâu dung nham 50 mét. Ông cảm thấy cái này có thể sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhàn nhạt nói, tất cả đều có thể. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn, dung nham sâu 50 mét đấy, là khái niệm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói ra cách, cậu có thể chém tách dung nham, trong thời gian khoảng 1 giây, hái hỏa liên đi là được. Chém tách dung nham. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Anh giơ kiếm đoạn long, hướng về phía dung nham, một kiếm chém ra. Xích. Một đường kiếm khí bay vào trong dung nham. Ầm, nham tương sôi trào, quả nhiên hướng tản ra bốn phương tám hướng. Xuất hiện một đường rãnh lõm xuống. Nhưng cũng chỉ sâu khoảng 1 mét. Chưa đến 1 giây liền khôi phục như cũ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, hỏa liên ở sâu trong 50 mét, một kiếm này của tôi mới chém được một chém.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khinh thường cười lạnh, một kiếm không được thì 100 kiếm, 100 kiếm không được thì 1000 kiếm. 1000 kiếm không được thì 10000 kiếm, 10000 kiếm, 100000 kiếm, 1000000 kiếm, 10000000 kiếm. Đương nhiên, nếu cậu muốn từ bỏ, coi như tôi chưa nói gì. Tâm thắng bại của Diệp Bắc Minh lập tức bị kích thích. Ai nói tôi muốn từ bỏ? Diệp Bắc Minh đứng trước hồ dung nham, một kiếm chém xuống. Soạt. Giờ phút này, đỉnh núi Cửu Long, ngoại giới. 4 sư tỷ của Diệp Bắc Minh đã tập trung tại đây. Thập sư tỷ Vương Như Yên. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh. Mỗi người phụ nữ đều có đặc sắc của riêng mình, ai ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, hào hoa phong nhã. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch, Lục sư tỷ, Ngũ sư tỷ, Tứ sư tỷ, Tam sư tỷ, em đã thông báo cho họ rồi. Nhị sư tỷ, Đại sư tỷ tạm thời không liên lạc được. Liễu Như Khanh nhìn 3 sư muội, trong mắt đều là tia máu, 3 vị sư muội, xin lỗi, là chị không bảo vệ tốt sư đệ. Chị đến muộn, người của cao đỉnh thiên khai hỏa núi Cửu Long, toàn bộ đỉnh núi đều bị dọn sạch. Vương Như Yên xông đến, cắn răng. Điên cuồng chuyển đá. Nước mắt trong mắt cô ấy rơi không ngừng, không thể nào, sư đệ không thể nào chết. Tuyệt đối không thể nào. Cửu sư tỷ cũng giúp khiêng đá, tiểu sư đệ, em không thể chết, em đã đồng ý với chị rồi mà, còn phải cùng chị đi Disneyland. Chưa hoàn thành lời hứa, sao em có thể chết? Cơ thể mềm mại của Liễu Như Khanh run rẩy. Hạ lệnh cho các thuộc hạ tướng sĩ, nhanh lên chút, các người còn chờ cái gì? Chúng ta khiêng đá, lục soát. Dù đào phẳng núi Cửu Long cũng phải tìm ra tiểu sư đệ. Liễu Như Khanh dẫn theo 10000 người, liều mạng đào. Lục Tuyết Kỳ cũng gọi điện điều binh từ Long Đô đến cảng đảo. Sau khi Long Đô biết được tin tức cũng kinh sợ. Lục Tuyết Kỳ chắc chắn điên rồi, tướng sĩ Long Đô sao có thể điều đi cảng đảo. Đây hoàn toàn làm trái quân lệnh của Long Quốc. Nhưng Lục Tuyết Kỳ không quan tâm, vẫn hạ lệnh. Thậm chí có người còn báo cáo chuyện này đến Long Chủ. Ha ha ha, Lục Tuyết Kỳ, rốt cuộc đã để tôi bắt đằng chui. Long Đô. 4 thế gia nhà họ Tần, nhà họ Phó, nhà họ Hoa, nhà họ Đường liên minh khởi tấu. Vô số tấu chương tuôn như máu đưa về phía Long Chủ. Nhưng, tấu chương đưa lên, phía Long Chủ không chút tăm hơi. Cái gì? Long Chủ không quan tâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Người viết tấu chương sắc mặt điên cuồng. Sau đó, lại một tin tức khiến người ta chấn động truyền tới. Binh lính đội thiên cơ Long Hồn rời khỏi Long Đô. Đi về phía cảng đảo. Lô Quốc Phong, Đoàn Nha, Thạch Lỗi. Dẫn theo 3000 tướng sĩ của đội thiên cơ. Xông đến cho tôi. Đào đá, nhất định phải tìm được thiếu soái. Sống thấy người, chết thấy xác. Tìm cho tôi. Người của đội thiên cơ Long Hồn cũng điên rồi, bọn họ đã sớm bị thực lực của Diệp Bắc Minh thuyết phục. 4 thế gia lớn lập tức im lặng. Đội thiên cơ cũng đi rồi, ý của Long Chủ còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế là đỉnh núi Cửu Long xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Vô số người đang điên cuồng đào đá. Những người này đều là tướng sĩ đứng đầu Long Hồn. Còn có thuộc hạ của Tu La Mặt Ngọc, tổng cộng gần 300000 người, điên cuồng đào núi Cửu Long. Đã 3 ngày kể từ khi núi Cửu Long bị đánh nổ. Soạt, soạt, soạt. Dưới chỗ đất sâu, Diệp Bắc Minh quờ múa kiếm đoạn long, không ngừng chém ra. Kiếm khí tung hoành. Ban đầu, một kiếm của Diệp Bắc Minh chỉ có thể chém tách dung nham ra độ sâu khoảng 1 mét. 3 ngày, anh đã múa mấy 100000 kiếm. Vù! Bảo kiếm trong sơn trang đúc kiếm đều ầm ầm không dứt. Lại xảy ra dị tượng vạn kiếm cùng vang. Mỗi một lần Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, tất cả bảo kiếm bên trong huyệt động đều vù vù theo. Hết sức có tiết tấu. Vạn kiếm đồng tình. Đây là lĩnh hội kiếm ý của Diệp Bắc Minh. Vương Trường Sinh ngơ ngác. Ông ta hao tổn gần 50 năm mới lĩnh hội kiếm ý. Trong 3 ngày ngắn ngủi Diệp Bắc Minh đã lĩnh hội được kiếm ý rồi. Mẹ nó! Người so với người, tức chết mất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm hỏi, cảm giác thế nào? Diệp Bắc Minh hưng phấn đáp lại, rất có hiệu quả. 3 ngày nay tôi cua múa mấy 100000 kiếm, không những khống chế thành thục kiếm đoạn long. Điều càng quan trọng hơn là làm sao tôi xuất kiếm nhanh nhất, chuẩn nhất, tàn nhẫn nhất.
dù không có được khóm hỏa liên kia, ích lợi này cũng rất lớn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, đã có thể chém ra dung nham mười mấy mét, cộng thêm lực. Được. Ngoại giới, một mảng dung nham bị rời đi, lộ ra lối đi tối thui. Báo, nơi này có một thông đạo. Cái gì? Nói không chừng sư đệ trốn ở đây. Mau đi xem. Ước chừng ba ngày, bốn sư tỷ không ngủ nghỉ, vẫn kiên trì ở đỉnh núi Cửu Long. Nghe nói đào ra một thông đạo, tất cả đều kích động, xông vọt vào. Tốc độ bốn người phụ nữ rất nhanh. Mặc dù các cô rất khiếp sợ, nhiệt độ dưới đất tại sao lại cao như vậy. Nhưng vẫn chùn bước lao xuống. Một đường đi đến tầng thấp nhất. Quả nhiên thấy Diệp Bắc Minh đang ở đây khua múa hết kiếm này đến kiếm khác. Vương Trường Sinh nhìn thấy bốn người phụ nữ xông vào, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiến lên ngăn cản, ai đến vậy? Sư phụ tôi đang. Lời còn chưa nói hết. Bốn người phụ nữ cùng nhau xông tới. Vương Trường Sinh lập tức bị đụng bay ra ngoài. Mẹ nó, tôi là cao thủ cảnh giới võ hoàng, hơn nữa. Phụt. Vương Trường Sinh phun ra hớp máu giả, thiếu chút nữa bị đụng chết. Diệp Bắc Minh vừa quay đầu, trên mặt lại hiện vẻ kinh ngạc, bốn sư tỷ liền nhào tới. Kéo anh vào trong ngực, mùi hương thoảng qua. Tám bàn tay ngọc không ngừng lục lọi trên người anh. Có sao không? Cụt tay cụt chân không? Có bị thương không? Nào, cởi quần áo xem. Diệp Bắc Minh bày dáng về không thể yêu nổi. Anh muốn phản kháng, lập tức bị mấy sư tỷ túm lại, kiểm tra từng tấc trên người anh. Lô Quốc Phong, Đoàn Nha, Thạch Lỗi và quân tinh nhuệ đội Thiên Cơ cũng xông vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt này. Khụ, được rồi, về nhà. Không sao, không sao, thiếu nhi không thích hợp. Một đám đàn ông nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh mãnh liệt từ chối, sư tỷ, kháng nghị, em kháng nghị. Người đội Thiên Cơ nhìn thấy rồi, sau này em ra oai sao được. Kháng nghị không có hiệu quả. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh đồng thanh hô lên. Em đó, dọa chết các chị rồi. Liễu Như Khanh khôi phục lại khuôn mặt tu la mặt ngọc, nếu tiểu sư đệ không sao, Tuyết Kỳ, em lập tức thông báo cho những sư tỷ khác, để các chị ấy không cần tới. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, được, em lập tức thông báo. Bốn sư tỷ nhìn thấy Diệp Bắc Minh không sao, cuối cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh kể lại một lần câu chuyện. Sau khi được biết Diệp Bắc Minh đã thu nhận Vương Trường Sinh làm đệ tử, bọn họ cũng rất ngạc nhiên. Vương Như Yên cười nói, sư đệ được đấy, còn thu nhận kiếm Hoàng Hương Đảo làm đồ đệ. Liễu Như Khanh giơ tay vứt ra một viên đan dược, ông cầm lấy viên đan dược này lui xuống trị thương đi. Vương Trường Sinh có dược đan dược, cho lên mũi ngửi, dược lực đáng sợ tỏa ra. Ông ta chấn kinh trong lòng. Là đan dược cực phẩm. Bốn cô gái này, người nào cũng đáng sợ. Họ là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Ông ta cố gắng áp chế nỗi chấn hãi trong lòng. Vương Trường Sinh vô cùng biết ơn rời đi. Không dám làm phiền Diệp Bắc Minh và bốn sư tỷ. Lục Tuyết Kỳ hỏi, sư đệ, vừa nãy đệ đang làm gì đấy? Tỷ thấy đệ cứ chém khối nham thạch đó, có hàm ý đặc biệt gì không? Diệp Bắc Minh giải thích nói, bát sư tỷ, khoảng 50 mét phía dưới nham thạch đó có một gốc hỏa liên. Đệ muốn có được nó, cho nên phải chém mở nham thạch. Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ nhàng, việc này chẳng phải rất dễ à, để tỷ giúp đệ. Cô ấy sử dụng binh khí luôn mang theo bên người. Đó là một thanh bảo kiếm màu xanh lam. Một nhát là chém ra. Kiếm khí chui vào trong nham thạch tách đôi, đúng là lộ ra hỏa liên ở sâu bên trong thật. Lục Tuyết Kỳ gọi một tiếng, Như Yên. Muội biết rồi, bát sư tỷ. Vương Như Yên thân nhẹ như chim én, dậm đôi chân ngọc. Lộn một vòng trên không trung, nhảy vào trong bể nham thạch, tóm lấy hỏa liên, rồi lại nhẹ nhàng nhảy ra. Sau đó đứng vững bên cạnh Diệp Bắc Minh, sư đệ, hỏa liên mà đệ cần đây. Cả quá trình chưa đến một giây. Tốc độ cực nhanh khiến Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, các sư tỷ, các tỷ có thực lực gì vậy? Vương Như Yên che miệng cười, đệ đoán xem. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt vô tội, các tỷ mạnh như vậy, lúc ở núi Côn Luân, sao lại bị đệ đuổi đánh? Phì phì, bốn sư tỷ đều cười trộm. Chiến thần Như Yên, đại sư Long Hồn,
Hoàng hậu Hồng Đào, Ngọc Diện La Sát, đều là những cô gái cường mạnh hàng đầu, lúc này lại giống như một cô nữ sinh, trước đây là các tỷ nhường đệ đấy. Ấy, Diệp Bắc Minh hơi suy tư. Anh giao lưu với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, sau đó nhanh chóng nói, bốn vị sư tỷ, đệ phải bế quan ở nơi này, các tỷ ra ngoài trước đi. Được. Bốn cô gái quay sang nhìn nhau, người thì ôm Diệp Bắc Minh một cái, người thì hôn lên má anh một cái, rồi tất cả ra khỏi địa hỏa trì. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, cậu nhóc, mấy cô gái này đều không đơn giản đâu. Diệp Bắc Minh gật đầu, người mà 99 sư phụ của tôi dạy bảo chắc chắn không đơn giản. Tôi không nói việc này. Vậy thì là cái gì? Không có gì, cậu vẫn nên suy nghĩ xem luyện chế đan dược gì trước thì hơn. Diệp Bắc Minh gật đầu, không nghĩ nhiều. Anh giơ tay, một quyển sách cổ ghi chép hơn 10.000 phương thuốc đan dược xuất hiện trong tay anh. Có tổng cộng 10+ loại đan dược có thể sử dụng hỏa liên để luyện chế ra. Nhưng chỉ có 10 loại lấy hỏa liên làm vị thuốc chính. 3 loại trong đó có thể dùng tăng thực lực. 10 loại khác đều là đan dược trị thương. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh chọn ra 3 loại đan dược có thể luyện chế. Ngưng hỏa đan, ngưng tụ nội lực thuộc tính hỏa, nâng cao cảnh giới lớn, thích hợp dùng cho võ hoàng trở xuống. Đoạn cốt đan, cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh xương cốt và máu thịt, tăng cảnh giới nhỏ, thích hợp dùng cho võ hoàng trở xuống. Hỏa linh đan, rửa gân dẹp tủy, cải thiện thể chất, lưu thông kinh mạch, nâng cao cảnh giới nhỏ, thích hợp dùng cho võ hoàng trở xuống. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười hỏi, cậu nhóc, dược lực của liên hỏa này chỉ đủ luyện chế 1 viên đan dược, cậu định luyện loại đan dược nào? Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Đoạn cốt đan đi. Ồ, tại sao, tôi phải nhắc nhở một câu, nếu cậu luyện chế ngưng hỏa đan, nói không chừng có thể tăng thực lực đến đỉnh phong võ vương, thậm chí võ hoàng giai đoạn đầu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần. Cảnh giới không thể nói lên điều gì, sức mạnh mới là duy nhất. Bây giờ tôi là võ vương sơ kỳ, mà vẫn có thể giết được võ hoàng đấy thôi. Có vài võ hoàng chỉ có cảnh giới, thực lực bản thân lại không ổn. Đoạn cốt đan có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh máu thịt và xương cốt, là điều hiện giờ tôi cần nhất. Còn về rửa gân dẹp tủy của hỏa linh đan, khi tôi ở núi Côn Luân đã được các sư phụ rửa gân dẹp tủy cho rồi, cho nên không cần nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen một câu, lựa chọn rất tốt. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa. Lấy ra đỉnh thanh mộc. Bắt đầu luyện đan. Nhiệt độ của địa hỏa trì vừa đủ. Không những là một phòng đúc kiếm tự nhiên, còn là phòng luyện đan tự nhiên. Khi ở Trung Hải, Diệp Bắc Minh đã sưu tập rất nhiều dược liệu. Tất cả đều được cất trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Hoàn toàn đủ để luyện chế đoạn cốt đan. Một ngày sau, trong địa hỏa trì tràn ngập mùi thuốc. Trong đỉnh thanh mộc, nổi lên một viên đan dược màu đỏ. Khi Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn qua, liền kinh ngạc, có chuyện gì vậy, lại còn có đường vân sấm sét. Trên bề mặt của đan dược màu đỏ lại có một lớp đường vân của sấm sét. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, đỉnh thanh mộc làm từ gỗ lôi kích, thuộc tính lôi. Thuộc tính hỏa và thuộc tính lôi dung hợp, nói không chừng sẽ có hiệu quả không ngờ tới được. Diệp Bắc Minh cầm lấy đoạn cốt đan, có hiệu quả gì, uống vào là biết ngay. Anh nuốt luôn một hơi. Một dòng sóng nhiệt từ cổ họng tiến vào bụng. Tiếp theo đó là một luồng năng lượng lớn mạnh ngưng tụ ở đan điền của Diệp Bắc Minh. Sau đó lan đi khắp xương cốt chân tay. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh lập tức tăng lên võ vương trung kỳ. Anh rất kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, tôi đã tăng lên võ vương trung kỳ rồi, mạnh đến vậy ư. Nói thừa, hỏa liên là dược liệu ngàn năm, cậu mới là võ vương sơ kỳ, đương nhiên hiệu quả rất tốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhưng tiếp sau đây, cậu phải cẩn thận. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười thần bí, cậu sẽ sống không bằng chết. Vừa dứt lời, một tràng bốp 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 vang lên, Diệp Bắc Minh cảm thấy xương cốt toàn thân dương như muốn nổ tung vậy. Huyết quản và cơ thịt cũng lách ta lách tách vang lên. Giống như có một luồng năng lượng đáng sợ từ cơ thể của Diệp Bắc Minh phóng ra. A! Diệp Bắc Minh tức giận thét một tiếng. Trong đôi mắt đầy tia máu, cảm giác cơ thể sắp nổ tan. Mẹ kiếp, đúng là sống không bằng chết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, nếu cậu không cầm cự được thì sẽ bị phế, có thể chống cự được,
sức mạnh sẽ nâng cao đến một mức độ đáng sợ. Được, đến đi. Diệp Bắc Minh lớn tiếng hét lên. Cảm giác da thịt rách lìa này khiến người ta mê mẩn. Cả một ngày một đêm, Diệp Bắc Minh đều ở trong địa hỏa trì. Mồ hôi trên người anh liên tục bốc hơi. Đến cuối cùng, Diệp Bắc Minh không thể không uống bù nước. Nếu không, anh sẽ trở thành cái xác khô. Cuối cùng, vào buổi trưa ngày hôm sau, anh đã thành công, mỗi một phân máu thịt đều tràn đầy sức mạnh. Cảm giác quá sướng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi, cảm giác thế nào? Soạt. Diệp Bắc Minh không giải thích. Anh đồng ý niệm, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay. Chém một đường về phía bể nham thạch phía trước. Kiếm khí rơi xuống, bể nham thạch bị tách ra, nhìn thẳng được xuống đáy, còn để lại một vết kiếm sâu nửa mét trên nham thạch dưới lòng đất. Diệp Bắc Minh khẽ cười, trước đây một đòn là tôi có thể đánh ra sức mạnh 2.000 cân, bây giờ có lẽ phải tăng lên gấp 10 lần, một đòn có thể đánh ra khoảng 20.000 cân. 20.000 cân? Là khái niệm thế nào chứ? Khoảng trên dưới 10 tấn. Bằng trọng lượng một chiếc xe tải chở hàng loại vừa. Nếu dồn toàn bộ sức mạnh 20.000 cân này vào trong một nắm đấm, rồi đánh ra, có thể đấm một người thành xương máu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, khá được. Diệp Bắc Minh bất ngờ, chỉ là khá được thôi sao? Sức mạnh 20.000 cân đấy. Nếu đánh bất ngờ, không dùng đến kiếm Đoạn Long, thì tôi cũng có thể đánh chết Võ Hoàng bằng một quyền. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nhắc nhở, cậu nhóc, đừng quá kiêu ngạo. Cường giả thực sự, một quyền có thể đánh sập cả một tòa núi lớn, một tòa thành. Diệp Bắc Minh ngẩn người, mạnh đến thế sao? Có còn là người không? Diệp Bắc Minh cười không nói gì. Một lát sau, nó chuyển chủ đề, đúng rồi, Đường Vân sấm sét của đoạn cốt đan mang đến thuộc tính gì cho cậu? Tốc độ, tốc độ, soạt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, bên cạnh nổi lên luồng gió mạnh. Nhanh như điện giật. Khi Diệp Bắc Minh đi ra khỏi địa hỏa trì, xuất hiện trên đỉnh của núi Cửu Long. Nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới ô che nắng. Vừa uống cà phê, vừa đọc sách. Tiểu sư đệ, mau lại đây. Liễu Như Khanh cười vẫy tay. Cô ấy đã cởi chiến giáp, thay bằng trang phục thiếu nữ bình thường, trẻ trung xinh đẹp. Không ai nghĩ được, đây là Ngọc Diện La Sát khiến các nước Nam Dương đều sợ hãi. Diệp Bắc Minh cười đi đến, thất sư tỷ, các sư tỷ khác đâu? Liễu Như Khanh khẽ hừ một tiếng, bọn họ biết đệ không sao, đều bận việc, quay về địa bàn của mình rồi. Làm sao? Có thất sư tỷ ở đây. Đệ còn nghĩ đến cô gái khác hả? Diệp Bắc Minh cười, đâu có, thất sư tỷ đừng hiểu lầm. Hừ, Liễu Như Khanh kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, vậy còn tạm. Cô ấy ngả lưng trên ghế, hai chân gác lên đùi Diệp Bắc Minh. Ngồi lâu như vậy, chân mỏi chết đi được, mau xoa bóp cho tỷ đi. Đệ kế thừa y thuật của sư phụ, đệ giỏi lưu thông kinh mạch nhất. Đôi chân dài, trắng nõn, không đeo tất. Làn da không có chút tì vết. Trắng như sữa bò. Diệp Bắc Minh bất lực thở dài một tiếng, sư tỷ, giữa ban ngày ban mặt. Hai chân Liễu Như Khanh gác lên người Diệp Bắc Minh. Đưa ra một ngón tay thon dài, ra vẻ nữ vương, nâng cằm của Diệp Bắc Minh. Được rồi, lúc ở núi Côn Luân, là ai không biết xấu hổ. Trên đỉnh núi tuyết, muốn tắm suối nước nóng cùng tỷ. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, khụ khụ, sư tỷ. Không được nói bừa, đừng bỗng dưng làm vấy bẩn sự trong sạch của đệ. Một tiếng sau, Liễu Như Khanh thỏa mãn nằm bò trên ghế. Đường cong hình chữ S. Lộ hết tất cả. Tiểu sư đệ, kỹ thuật rất được mà. Diệp Bắc Minh tối mặt, thất sư tỷ, tỷ không được nói linh tinh. Đệ chỉ lưu thông kinh mạch cho tỷ, không làm gì hết. Liễu Như Khanh vươn vai, cười trêu chọc nhìn anh, ôi trời, còn sợ thất sư tỷ làm gì đệ hả? Diệp Bắc Minh nghiêm mặt. Anh lật tay, một lệnh bài xuất hiện trong lòng bàn tay. Chính là lệnh bài được lấy từ chiếc hòm kim loại mà mẹ anh để lại. Thất sư tỷ, đừng đùa nữa, tỷ biết thứ này không? Liễu Như Khanh tỏ vẻ nghiêm túc, cầm lệnh bài kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng, cô ấy lắc đầu, chưa từng thấy, nhưng chất liệu của lệnh bài này rất đặc biệt, tỷ có thể cho người tìm manh mối giúp đệ. Được, vậy phiền thất sư tỷ rồi. Diệp Bắc Minh cười nói. Liễu Như Khanh lấy điện thoại ra, chụp lại lệnh bài.
rồi hai người mới đi xuống núi. Vừa đến dưới chân núi, Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh xông đến. Thiếu chủ, sư phụ, họ đã đợi ở đây từ lâu. Trên con đường cái đối diện có người thấy Diệp Bắc Minh đi ra, lập tức gọi điện, alo, cô chủ, anh ta ra rồi. Tút tút tút, chưa đến 30 giây. Điện thoại của Diệp Bắc Minh đổ chuông, alo, anh Diệp. Cô Lý, có chuyện gì không? Phía bên kia điện thoại là Lý Gia Hinh. Lý Gia Hinh hơi do dự. Suy nghĩ một lát, cắn răng nói, anh Diệp, trước đây anh nói nợ tôi một ân tình, không biết bây giờ còn tính không? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên là có, một lời tứ mã nan truy. Lý Gia Hinh nhanh chóng nói, nhà họ Lý gặp khó khăn, tôi mong anh Diệp có thể giúp tôi ra tay lần này. Cùng lúc đó, cách núi Cửu Long 700 mét, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đeo kính râm chậm rãi thu lại kính viễn vọng. Lấy điện thoại ra gọi cho một người, alo, điện chủ, quả nhiên Diệp Bắc Minh chưa chết. Ngọc Diện La Sát đang ở bên cạnh anh ta, ngài nói xem liệu có phải Ngọc Diện La Sát là sát thần, không? Giọng của điện chủ huyết hồn vang lên, chắc không phải là cô ta. Tôi đã điều tra rồi, ngày lão phí chết, Ngọc Diện La Sát không có mặt ở Long Đô. Người đàn ông cau mày, vậy sát thần là ai? Giọng âm lạnh của điện chủ huyết hồn vang lên, bất kể hắn là ai, cũng phải bắt sống Diệp Bắc Minh cho tôi. Trên người tên nhóc đó có vô vàn bí mật. Người phụ nữ 23 năm trước đó chắc chắn đã để lại thứ gì đó cho hắn, nếu không một tên phế vật, tu võ 5 năm đã trở thành cao thủ hàng đầu, làm sao có thể chứ? Chỉ cần có được bí mật tu võ của Diệp Bắc Minh, thì cả thế giới này sẽ là vũ đài của điện huyết hồn chúng ta. Đến lúc đó, huyết thủ, cậu chính là hộ pháp đứng đầu của điện huyết hồn. Hộ pháp đứng đầu. Huyết thủ rất kích động. Hơi thở gấp gáp. Huyết thủ lạnh giọng trả lời, điện chủ, ngài yên tâm, huyết thủ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Diệp Bắc Minh hỏi, cụ thể là chuyện gì? Lý Gia Hinh lo sợ sau khi Diệp Bắc Minh biết tình hình của nhà họ Lý, sẽ không đến giúp anh Diệp, hay là anh đến nhà họ Lý trước đi, tôi gặp anh rồi nói chuyện. Được. Diệp Bắc Minh đồng ý nhanh gọn, và nói rõ tình hình với Thất Sư Tỷ. Thất Sư Tỷ cười gật đầu, được, vậy đệ đi đi. Tỷ về căn cứ trước, có chuyện gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Rời đi mấy ngày, Nam Hải đã xảy ra một số chuyện, đám ngu xuẩn đó đến xâm phạm rồi. Cô ấy còn lại gần Diệp Bắc Minh, ôm anh vào lòng. Ghé bên tai Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, lần sau lại đến lưu thông kinh mạch cho tỷ tỷ nhé. Còn thổi một hơi nóng vào tai anh. Rồi quay người rời đi. Diệp Bắc Minh lên tiếng, đi thôi, đến nhà họ Lý một chuyến. Nửa tiếng sau, trước cổng nhà họ Lý, đủ các loại xe sang, vô cùng náo nhiệt. Còn có một vài phú hào vừa đến nơi. Nhìn sâu sắc đám người Diệp Bắc Minh một cái. Hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng đi vào nhà họ Lý. Lý Gia Hinh đích thân ra đón. Sắc mặt cô ta tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy. Sau khi cô ta nhìn thấy Vương Trường Sinh cũng đi cùng Diệp Bắc Minh, hơi ngạc nhiên, ông Vương, ông. Vương Trường Sinh nói, cậu ấy đã là sư phụ của tôi. À, Lý Gia Hinh mở to đôi mắt đẹp. Nhanh chóng phản ứng lại, anh Diệp, mời anh vào. Diệp Bắc Minh được mời vào trong nhà họ Lý. Trang viên nhà họ Lý vô cùng rộng lớn. Cách núi Cửu Long một cái vịnh, hướng về nơi xa xôi. Cả viên trang được xây dựng lộng lẫy vĩ đại, từ cổng đi vào nhà gặp rất nhiều người giúp việc. Sau khi nhìn thấy Lý Gia Hinh, họ cũng chẳng chào cô ta lấy một tiếng. Trực tiếp đi ngang qua. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Lý Gia Hinh dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng Diệp Bắc Minh. Giải thích, ông nội của tôi lâm bệnh nằm trong phòng, 3 ngày trước đã hôn mê bất tỉnh, sáng nay bác sĩ đã khám, nói ông nội chỉ còn 48 tiếng. Bởi vì ông nội không lập người thừa kế, bác cả, chú hai, chú ba của tôi bắt đầu tranh giành gia sản, thậm chí còn dùng cả võ lực. So với ba chú, bố tôi mất sớm, bên phía nhà tôi không có chút ưu thế nào. Lý Gia Hinh tự cười chế nhạo, cho nên bây giờ ngay cả người giúp việc cũng coi thường tôi. Chỉ cần xác định người nắm quyền sau này của nhà họ Lý, sợ rằng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, cho dù cô tranh quyền thất bại, cùng lắm chỉ rời khỏi đội ngũ nòng cốt nhà họ Lý, không đến nỗi bị đuổi khỏi nhà chứ. Lý Gia Hinh thở dài, anh Diệp,
anh coi thường hào môn rồi. Hào môn như hoàng thất cổ đại, anh em thủ túc cũng có thể tàn sát lẫn nhau. Càng huống hồ một cô gái như tôi. Từ trước tới nay mấy ông chú của tôi luôn coi thường thôi, kể cả ngày mai tôi biến mất khỏi thế giới này cũng có khả năng. Diệp Bắc Minh đã hiểu. Chẳng trách Lý Gia Hinh tiều tùy như vậy. Hào môn tranh đấu một khi thất bại. Bị đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ. Không chừng còn mất cả cái mạng. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Lý Gia Hinh nhanh chóng nói, 12 giờ trưa nay, ba chú của tôi định tổ chức đấu võ đài ở nhà, mỗi bên đều có võ giả tham gia chiến đấu lên đài. Rất nhiều phú hào của Hương Đảo được mời đến làm khán giả. Chỉ cần anh có thể chiến thắng, gia chủ tương lai của nhà họ Lý sẽ là tôi. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ gật đầu. Chẳng trách vừa nãy ở cổng nhà họ Lý lại có nhiều xe như vậy. Thì ra là đến xem thi đấu. Anh thản nhiên nói, tôi chỉ quan tâm cuộc đấu võ đài, những việc khác, tôi sẽ không quản. Được. Lý Gia Hinh ngưng trọng gật đầu. Chỉ cần Diệp Bắc Minh có thể thắng trận đấu võ đài, tất cả đều dễ nói. Mọi người đến một quảng trường rộng lớn sâu trong nhà họ Lý. Người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Nơi này bình thường là nơi tổ chức tiệc lớn dòng họ Lý thị. Nhưng hôm nay còn náo nhiệt hơn cả lễ Tết. Có đến 1-2 chục ngàn người. Ngoại trừ họ hàng thân thích của nhà họ Lý, còn có phú hào các ngành nghề của Hương Đảo. Thành viên giới thượng lưu. Ngôi sao truyền hình. Đám người Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện. Soạt. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn đến. Là anh ta. Diệp Bắc Minh. Rất nhiều phú hào liền nhận ra Diệp Bắc Minh. Mấy ngày trước ở Sơn Trang Đúc Kiếm, đa số bọn họ đều có mặt. Chỉ là mấy ngày này, Cao Đỉnh Thiên bị diệt, Sơn Trang Đúc Kiếm bị quân đội của Long Quốc bao vây, bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay Diệp Bắc Minh bỗng nhiên xuất hiện. Vương Trường Sinh cũng đi theo sau anh. Có chuyện gì thế? Sao ông Vương lại đi theo sau Diệp Bắc Minh giống như đi theo hầu vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, Gia Hinh, mọi người đã đợi cháu rất lâu rồi, thì ra cháu đi gọi cứu binh hả? Lý Chí Nhân, con trưởng của ông cụ Lý. Ông ta cao khoảng 1m70. Dáng người trung bình. Mặc đồ vest may thủ công, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lạnh không hề che đậy. Có Diệp Bắc Minh trợ giúp, Lý Gia Hinh có thêm phần tự tin, bác cả, vẫn chưa đến 12 giờ, vẫn được phép gọi cứu binh chứ phải không? Ha ha ha, đương nhiên là được. Lý Chí Nhân bật cười lớn. Liền sau đó, ánh mắt ông ta sầm tối, nhìn sang Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Bắc Minh phải không? Lần đầu gặp mặt, tôi cũng không nói nhiều. Cảnh cáo cậu một câu, Hương Đảo rất phức tạp, tốt nhất cậu đừng tham dự vào. Bây giờ cậu ra về, tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không, chính là đối đầu với Lý Chí Nhân tôi. Cả hiện trường lập tức yên lặng. Tất cả đều dương mắt nhìn. Ai cũng nhận ra Lý Chí Nhân đang uy hiếp anh. Diệp Bắc Minh cười, chuyện này, tôi cứ quản đấy, ông làm gì được tôi? Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Thương Hải cũng thấp giọng nhắc nhở một câu, thiếu chủ, nơi này là Hương Đảo. Căn cơ của nhà họ Lý còn đáng sợ hơn một vài thế gia ở Long Đô. Bọn họ có qua lại với hoàng thất của những nước nhỏ xung quanh, hơn nữa còn có liên quan đến hoàng thất của Ưng Quốc. Vô cùng phức tạp. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, không sao. Lý Chí Nhân cười hung dữ một tiếng, cậu muốn quản thật sao? Một người đàn ông trung niên khác đứng lên, Diệp Bắc Minh, nơi này là nhà họ Lý ở Hương Đảo. Không phải Long Đô, càng không phải Giang Nam. Ông hai nhà họ Lý Tái Hiền. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông đông doanh, trong đôi mắt đầu sát ý. Phía sau người đàn ông đông doanh này lại là một võ hoàng sơ cấp. Người đàn ông thứ ba đứng lên nói, Lý Gia Hinh, cháu có ý gì, cháu đến phá đám hả? Ông ba nhà họ Lý Sùng Sơn. Lý Gia Hinh tỏ ra đúng mực, chú ba, đã thống nhất là đấu võ đài. Các chú có thể mời người đến, chẳng lẽ cháu không được mời người đến sao? Ha ha ha, được. Chú ba Lý Sùng Sơn cười lạnh lùng không thôi, không nói gì nữa. Đấu võ đài còn chưa bắt đầu mà đã đầy mùi thuốc súng. Lúc này, một người trung niên đi lên võ đài, tôi là người chủ trì của đấu võ đài lần này áp dụng chế độ một đấu một.
hai bên có thể cử ra 5 người, bên nào có nhiều trận thắng nhất thì bên đó là người chiến thắng cuối cùng. Theo như quy định của các ông Lý, người chiến thắng sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Lý sau này. Đột nhiên, xoạt, một bóng đen vụt qua. Nhanh như chớp, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, hạ xuống võ đài trung tâm. Mọi người đều ngẩn người. Anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, thản nhiên nói, chẳng phải đánh võ đài sao? Anh chỉ vào ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn. Ông, bảo người của các ông cùng lên đi. Tôi đang vội. Từng người lên một và tất cả cùng lên, hình như không khác gì nhau. Cái gì? Toàn hội trường đều kinh hãi. Cậu nhóc, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Một người đàn ông có làn da nâu đồng, chân tay đều đeo giải băng đi lên. Anh ta vô cùng gầy gò, chỉ khoảng 1m60. Nhưng lại cho người ta cảm giác nguy hiểm. Vương Trường Sinh nhận ra người này. Ông ta lớn tiếng nhắc nhở, sư phụ, hắn tên là Tang Phách Long, là quyền hoàng cổ thái quyền của Tượng Quốc. Hắn có thực lực rất khủng bố, xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Vừa dứt lời. Ông Vương bái Diệp Bắc Minh làm thầy rồi ư? Làm sao có thể chứ? Các phú hào có mặt đều chấn kinh. Ba anh em nhà họ Lý cũng nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc. Bọn họ cũng không thể lôi kéo Sơn Trang đúc kiếm, làm sao Diệp Bắc Minh làm được? Người đàn ông đảo quốc Đông Doanh bên cạnh ông hai Lý Tái Hiền sầm mặt, Diệp Bắc Minh này, là người Long Quốc ngạo mạn nhất mà tôi từng gặp. Kimura Suke, một trong những người phụ trách của tập đoàn Nguyễn Ngân Đông Doanh. Một võ giả Đông Doanh phía sau hắn khinh thường nói, Diệp Bắc Minh, chính hắn đã giết em trai tôi. Đã có chuyện gì? Kimura Suke kinh ngạc. Ánh mắt Yagyu Itu Mamoru âm lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, em trai tôi đi qua Giang Bắc của Long Quốc, đã bị Diệp Bắc Minh giết trong một sơn trang nước nóng ở Giang Bắc. Lần này tôi đến Long Quốc là để giết hắn. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Ha ha! Yagyu Itu Mamoru vẫn khinh thường, ông Kimura, để tôi ra tay đi. Kimura lắc đầu, cứ để Tang Phách Long ra tay trước xem tình hình rồi tính, không vội. Tang Phách Long nắm chặt nắm đấm, vang lên răng rắc. Một luồng sát khí phát ra từ trong cơ thể hắn. Đôi tay đôi chân của hắn không biết đã từng đá chết bao nhiêu người. Chiếc đai vốn màu trắng, vì nhuốm quá nhiều máu mà biến thành đen xì. Tang Phách Long nhảy tại chỗ, hung dữ nói, nhóc con, cút xuống khỏi võ đài, sau đó về nhà tìm mẹ mày đi. Xoạt, một tàn ảnh lướt qua. Phập, gần như cùng một lúc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Bắc Minh chậm rãi thu hồi nắm đấm. Cả người Tang Phách Long nổ tung. Đúng thế, là nổ tung. Trong nháy mắt, mọi người đều không nhìn thấy Diệp Bắc Minh ra quyền, chỉ nhìn thấy động tác anh thu quyền. Tang Phách Long hóa thành một màn mưa máu. Một quyền 20.000 cân, ai mà chịu nổi. A, à, rất nhiều khán giả nữ ôm chặt miệng, sợ đến chảy nước mắt. Sượt sượt sượt, các khán giả nam ở hội trường cũng đều chấn hãi đứng lên. Toàn hội trường im phăng phắc, yên lặng đến 3 phút. Lý Chí Nhân hít khí lạnh, làm sao có thể? Cái gì? Lý Tái Hiền cũng kinh ngạc. Kimura ở một bên sầm mặt, tràn đầy sợ hãi. Nụ cười của Yagyu Itu Mamoru bên cạnh biến mất, thay vào đó là vẻ hết sức nghiêm trọng, chẳng trách em trai Ito Fuji là thượng nhẫn Đông Doanh cũng phải chết trong tay người này. Lý Sùng Sơn không dám tin hỏi, Lý Chí Nhân, anh tìm ai đến thế? Chắc chắn là Tang Phách Long, quyền hoàng của Tượng Quốc không? Lý Gia Hinh cũng sợ giật mình, cô ta biết Diệp Bắc Minh lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Đúng là quá bất ngờ. Ánh mắt Lâm Thương Hải kích động, thiếu chủ vô địch. Vương Trường Sinh ngẩn người, sư phụ mạnh đến thế sao? Trong im lặng, Diệp Bắc Minh nhìn mọi người, thản nhiên nói, người tiếp theo. Cả hội trường vẫn im phăng phắc. Không một tiếng động. Người tiếp theo. Mẹ kiếp, ai còn dám lên chứ? Một quyền đánh chết quyền hoàng Tượng Quốc. Đó là nhân vật đáng sợ xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu đấy. Xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu nghĩa là thế nào? Cũng có nghĩa là, trong võ giả của Á Châu, chỉ có 20 năm người mạnh hơn Tang Phách Long. Diệp Bắc Minh đánh chết Tang Phách Long bằng một quyền,
ít nhất cũng phải nằm trong top 10 bảng xếp hạng tông sư Á Châu đấy. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? 20 năm tuổi, 30 tuổi. Mẹ kiếp, đúng là rất khủng bố. Diệp Bắc Minh lên tiếng hỏi lần nữa, tôi hỏi lại lần nữa, chắc chắn không còn ai muốn khiêu chiến với tôi nữa phải không? Vẫn im lặng như tờ. Mẹ kiếp, ai còn dám khiêu chiến anh? Đấu võ đài không phải trò đùa. Ông hai Lý Tái Hiền nén thấp giọng, nhìn sang Kimura Suke bên cạnh, ông Kimura, cho ông Yagyu ra tay đi. Ông Yagyu cũng nằm trong top 30 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu phải không? Hơn nữa, chẳng phải Diệp Bắc Minh đã giết em trai của ông Yagyu sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt để báo thù. Kimura Suke quay đầu, Yagyu, ông có thể ra tay không? Yagyu Itu Mamoru trầm mặc một lát. Lắc đầu. Ông ta không định ra tay. Bởi vì không nắm chắc có thể giết được Diệp Bắc Minh. Thực lực của tên này quá khủng bố. Mối thù của em trai, để sau này rồi tính. Ông hai Lý Tái Hiền nhìn thấy cảnh này, trong lòng nguội lạnh. Diệp Bắc Minh tiếp tục lên tiếng, tôi hỏi lần cuối cùng, còn ai muốn khiêu chiến tôi không? Vẫn im lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh gật đầu, được rồi, vậy trận đấu võ đài này, Lý Gia Hinh giành chiến thắng. Ba vị, bắt đầu từ bây giờ, Lý Gia Hinh thừa kế vị trí gia chủ của nhà họ Lý ở Hương Đảo, không vấn đề chứ? Ánh mắt băng lạnh. Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn không nhịn được ớn lạnh. Không có ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Bắc Minh. Cũng không có ai lên tiếng nói. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, tôi hỏi các ông, có vấn đề gì không? Không, không vấn đề. Cả người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn run lên. Trả lời theo bản năng. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cô Lý, bây giờ cô là gia chủ của nhà họ Lý ở Hương Đảo rồi. Lý Gia Hinh đứng lên, giống như nằm mơ. Gia chủ, gia chủ, bái kiến gia chủ. Trong đám đông bắt đầu có người hô lên, sau đó tiếng hô càng lúc càng lớn. Lý Gia Hinh nằm mơ cũng không ngờ lại đơn giản như vậy. Cô ta còn cho rằng sẽ là một trận ác chiến. Thật không ngờ Diệp Bắc Minh lên võ đài, một quyền đã giải quyết xong. Ánh mắt Lý Gia Hinh nhìn Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn khác. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh rời ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, trực tiếp lên tiếng, Yagyu Itu Mamoru, đứng thứ 55 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Người này cũng có trong danh sách phải chết của anh. Không ngờ có thể gặp được ở nhà họ Lý ở Hương Đảo. Cũng coi như có thu hoạch. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Yagyu Itu Mamoru. Yagyu Itu Mamoru kinh hãi, không ngờ Diệp Bắc Minh lại muốn gây chuyện với ông ta. Ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu nhầm rồi. Yagyu Itu Mamoru cười lạnh lùng một tiếng, đứng thứ 50 năm trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu ư. Đó là xếp hạng 50 năm trước của tôi rồi. Hôm nay tôi có thể nói với cậu, Yagyu Itu Mamoru, đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Diệp Bắc Minh đứng trên võ đài, yên lặng nhìn ông ta. Giống như nhìn một người chết. Yagyu Itu Mamoru cau mày, Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì? Kiểu ánh mắt nhìn người chết này khiến ông ta khó chịu. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, giết ông. Yagyu Itu Mamoru cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, quả nhiên mày rất hống hách. Mày còn nhớ không, em trai của tao đã chết trong tay mày. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, em trai ông. Yagyu Itu Mamoru trả lời, đúng thế, em trai tao đã chết trong tay mày khi ở một sơn trang suối nước nóng của Giang Bắc, mày còn có ấn tượng chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tao đã giết rất nhiều chó đông doanh, không có ấn tượng. Diệp Bắc Minh, Yagyu Itu Mamoru tức giận đến mức sắp nổ cả phổi, ông ta quát lớn một tiếng, tao còn định hôm nay tạm thời tha cho mày, không ngờ mày tự tìm cái chết. Soạt, ông ta bước ra một bước. Lướt trên không trung vượt qua đám người, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Rút đao võ sĩ, chém một nhát vào hư không. Chém một đao Daitoujiu. Dứt khoát nhanh gọn. Mẹ kiếp, mày đi chết đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.